Và hôm nay là một buổi lễ tiệc cưới rất là đặc biệt và chúng tôi rất cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị đến đây đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất thời giờ vàng ngọc để về chung vui với cô dâu và chú rể. Đây là tiệc cưới của một nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng cùng với một doanh nhân rất thành đạt. Và thưa quý vị, bây giờ hãy dành một tràng pháo tay to khủng khiếp để cùng chào đón cô dâu và chú rể. Vâng, cô dâu chú rể xin gửi đến tất cả quý vị lời chào thân ái nhất. Kính thưa quý vị, bây giờ là tiết mục văn nghệ. Xin hỏi có quý vị nào có một bài hát hoặc là một tiết mục nào để tặng cho cô dâu chú rể ngày hôm nay không ạ? Tôi. Ôi, máu quá. Vâng, mời anh. Anh hát hay anh múa? Mic này là dành riêng cho anh. Cảm ơn anh. Xin cảm mời anh. Mời anh vô. Thưa quý vị khán giả, thưa bà con hai họ, thưa dòng họ hai bên, tôi là bạn thân của cô dâu chú rể. Bạn thân từ thuở ấu thơ. Có thể nói cô dâu chú rể là một cặp trai tài gái sắc, xứng lứa lừa dừa đôi, cá mè một lứa, nồi nào úp dung gió, ngu tầm ngu, mã tầm bẫy. Đúng, rất bựa. Anh mới bựa đó. Cái gì vậy? Nàng nói gì vậy? Ủa nói gì vậy? Ủa đây tôi chung vui mấy bạn mà mấy bạn làm cái gì vậy? Ủa mấy bạn, ủa tôi chung vui mà không được cái sao mà tự chửi tôi làm sao? Anh ơi, xin lỗi anh gì. Bây giờ khách khứa cũng đến đủ rồi, hay là anh xuống đó ngồi rồi ăn một chút chung vui với tụi em. Bây giờ là anh chỉ muốn ở đây chung vui chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người, không lẽ không được sao ta? Ủa sao kỳ với mọi người? Đúng không? Tôi có được quyền không? Được quyền không? Được quyền không? Được quyền cho một tràng pháo tay đi. Bây giờ á, anh muốn hát gì thì hát, nói gì thì nói. Anh không hát không nói, anh chỉ muốn chia sẻ thôi. Anh chia sẻ cái gì? Không giấu gì mọi người, cô dâu hiện bây giờ đây là người yêu cũ của tôi. Em nè, nè, tôi có quen biết gì với anh đâu. Anh biết hôm nay là ngày cưới của em mà, bởi vì anh vừa đi làm về anh đã thấy tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Anh đọc thiệp sẽ cảm thấy hoang mang. Rồi ngày cưới rộn ràng khắp ai, nhưng ai tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tư phùng, mà sao lòng còn thấy cay cay la 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 la. Nói gì vậy? Anh đang nói lung tung cái gì vậy? Lung tung cái gì? Tôi đã chia sẻ cho mọi đây người mà. Đây là đám cưới của tôi đó. Tôi biết là ngày vui của anh, tôi mới tới phá nè. Nè, tôi kêu bảo vệ vô bắt anh bây giờ đó. Cái gì? Kêu cái gì? Bảo vệ. Bảo vệ đâu? Bảo vệ à? Đi qua đây. Đi qua đây. Tao kêu bảo vệ đi. Bảo vệ vô mà khống chế tôi một cái, tôi cắt cổ đi. Vô đây. Vậy? Ha ha. Đùa với tôi à? Mấy người mà kêu bảo vệ bắt tôi cứ cổ tôi liền. Thấy tôi ngu chưa? Anh nói cho em biết, người chồng tương lai của em là một thằng đéo, nó ăn chơi trác táng, rủ chè đàn điếm. Mới đây nó quen một con nhỏ 17 tuổi bán cua với Cà Mau kia. Anh ăn nói cho đàng hoàng á. Ăn nói cho đàng hoàng hả? Ăn nói xong mới là gọi là đàng hoàng ha. Dám thề không? Thề đi. Nếu như mà thằng nào nó xạo, thằng đó làm chó, tôi thề là ha. Anh ta nói cái gì vậy? Anh giải thích dám đi. Thề không? Dám không? Thôi em. bỏ đi thề làm cái gì? Đây, tôi có bằng chứng của anh. Tôi đã thám tử từ theo dõi anh, nắm được chứng cứ ngoại tình của anh.
Anh nghĩ đi. Nghĩ đi. Những tấm hình này bung ra, anh còn thể diện không? Bên ngoài một tấm nè, bên nội một tấm nè. Tao vô đây giật hình hả? Vô đây giật hình hả? Muốn gì vô mặt ngoài mà. À, đại gia hàng gì có khách VIP ha. À, mấy người này mà biết thì sướng cho mặt anh lắm. Có gửi thầy một tấm, em gửi anh một tấm, em gửi anh chị hai tấm. Nghĩ đi, ở đây có thầy Đức Hải với lại chị Thủy Tiên là còn đỡ cho anh. Nghĩ sao vậy? Chị Việt Hương với anh Trấn Thành mà biết được cái chuyện của anh thì anh nghĩ cả Sài Gòn này có biết không? À, em xin lỗi anh. Đây, mời quý vị. Khỏi, khỏi giật. Tôi nói cho anh biết, hình này chỉ là một ít thôi. Tôi còn một số hình thu nhỏ nữa. Tôi đã liên hệ với đại lý me rồi. Chỉ cần 30 phút sau mà tôi không rời khỏi chỗ này an toàn, toàn thể ở Việt Nam này sẽ biết anh như thế nào. Sao? Thấy kèo này chua chưa? Nói đi! Cái gì? Cái gì? Sao? Hả? Thú nhận đi! Anh không thú nhận, tôi gọi người ta tới liền, phân bố toàn quốc liền. Alo? Em à, anh sai rồi, anh xin lỗi. Tại lúc đó anh bồng bột, anh ham chơi quá. Nhưng mà anh không có yêu con nhỏ đó. Từ khi anh quyết định cưới em, anh hứa với em, ngày mai anh sẽ bỏ nó, anh sẽ bỏ tất cả. Em à, em tin anh đi, em tin anh đi em, anh tin em đi. Tán là đúng. Hôm nay đám cưới mà ngày mai mày mới bỏ con nhỏ đó hả mày? Hey! Sao? Em sáng mắt em ra chưa? Còn mày nữa, hôm nay tao sẽ lột trần bộ mặt thật của mày. Mày im đi! Tao lột trần mày! Tao nói mày im đi! Tao lột trần mày! Tao báo con mày nhỏ mày bây giờ! Im đi! Quá à! Quá trời này, chạy ghê quá, chạy ghê quá vậy? Bây giờ anh thấy chưa? Ai xứng đáng với em? Ai tốt với em? Đi với anh về vùng biển vắng. Ở nơi đó có những ngày hè trong nắng. Đi với anh Ngọc Lan à? Cái gì vậy? Em, cái gì? Tôi là Lan Ngọc mà, anh đang nói cái gì vậy? Tại bây giờ còn lừa tôi à? Đây nè, bản thành hôn ghi rất rõ ràng tên họ của em. Em còn chối nữa à? Đây là chú rể Minh Tân, cô dâu Lan Ngọc Lan. Ở đây chỉ là một cái bàn tập kỹ của em tập vợ thì chị dạ chị đừng hiểu lầm. Đâu phải là cái... Dạ dạ. Ủa sao cái mặt y chang bạn gái vậy ta? Bạn gái em thương nhau dữ lắm chị. Dạ quen nhau cái năm 14 mà chưa gặp nhau một lần luôn mà. Nhưng mà em thấy để hình chị đàng hoàng em mới thiệt. Vậy là cuối cùng là sao? Ủa? Bạn gái của anh tên là Ngọc Lan. Ừ. Chứ không phải là Lan Ngọc. Từ nãy đến giờ là anh vô phá đám cưới lộn hả? Anh thôi đi. Cái gì? Anh ra cái đám cưới của tôi. Danh dự, mặt mũi của tôi để đâu? Để bịt me rồi. Em nói chị biết, nếu hôm nay không có em, không có em ở ngày cưới của chị thì chị sẽ lấy nhầm chồng rồi. Cô xứng đáng với chị không? Chị nghĩ đi, tình yêu mà được xây dựng từ những điều gian dối, dối trá với nhau thì nó có tồn tại, nó có vững bền hay không? Hay là nó lung lai quyết liệt? Nãy giờ em lộn là em tầm bậy. Em xin chuộc lỗi lại bằng một tiết mục văn nghệ biểu diễn gấp vui cho quan viên hai họ và dòng họ hai bên. Giờ người ta bấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong lan, ngó tìm bóng dừng tay hoang mang, đợi ngày cưới rộng ràng khắp vùng, ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phùng, mà lòng cay cay cay, giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhà tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo, ấy là thành đám cưới em với người ta.
ngày xa càng xa, buồn thay là lãng mơ. Xe ôm trở về, xe ôm ơi. Thôi đi. Cái gì vậy? Nhà cao cửa rộng không ở, đi đổi lấy cái chòi này. Ở đây lạnh lẽo, tôi không ở đây nữa, tôi đi về. Bà phải ở lại đây để đợi quả. Quả, quả. Quả, 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 quả. Quá 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 quá. Ủa sao nó ăn khế rồi mà nó không trả vàng vậy? Ai mà biết. Bà ơi, lại một năm nữa trôi qua. Cây khế lại ra bông kết trái. Lần này nó xách cả cái bọc ni lông. Ai mà biết. À bà ơi, lại một năm nữa trôi qua. Chúng ta đã già đi thấy rõ. Ôi, cây khế là ra bông kết trái. Quá, quá. Cái con quả xà mày rút vô đây. Đây, bước vô đây. Mày nghĩ làm sao hả? Mày nghĩ làm sao năm nào mày cũng lại ăn khế mà mày không trả cho tao một cục vàng? Năm nay mày ăn mày bưng luôn cả cây khế đi. Năm sau lấy cái gì ăn hả mày? Ê, vàng hay là giận? Nhẹ nhàng thôi. Bé quả, bé quả qua đây được bé quả. Bé quả, bé quả, ăn khế nha, ăn khế nha. Ăn khế nha, ăn khế nha. Ăn nha. Ăn đi, ăn đi. Có một cây khế. Trời ơi, khổ quá. Nhà có cây khế à. Em chưa có ăn mà. Ông chuẩn bị tâm lý khóc nha. Bé quả. Hả? Trời ơi, khổ quá. Nhà có cây khế à, mà nó ăn rồi lấy cái gì mà sống đây. Tôi đau quá bà ơi. Anh chị sao vậy? Tôi đói. Vừa đói vừa nghèo. Đói lắm hả? Tôi nghèo đói. Vậy ăn khế đi. Không, vàng kia. Vàng. Nè, có hai trái khế màu vàng nè, ăn đi. Đỡ sót bao tử. Có phải vàng nè. Quả 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 bé không? Bé quả bé quả cái vàng cục á. Cục vàng á. Cục vàng dài dài vậy nè. Vàng mà nó có một cục. Là vàng bốn số hả? Trời ơi. Yên tâm đi. Vì chiếc vàng đó em không có. Mày trộm hả? Ủa mày không có vàng mất mới gì mày nhào vô cái khế tao mày ăn xối xả vậy? Ừ. Ủa gì vậy? Ủa năm nào em ba qua đây anh chị cũng mời em ăn mà em đâu có muốn ăn đâu. Em bay ngang qua em biểu diễn thôi, anh chị kêu ăn đi ăn đi. Mỗi lần em ăn anh chị còn vỗ tay cổ vũ mà nói gì vậy? Vậy chứ sao kê? Cái thằng em tao á, mấy năm trước á là có một con quạ lại ăn xong rồi trả cho nó một đống vàng. Bây giờ tao lấy cái cây khế đó mày ăn mày cũng phải trả vàng cho tao chứ. Đúng rồi mày, thằng em tao diễn tả y chang mày vậy mày. Ha. Vậy là hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Chỉ là một sự hiểu lầm. Làm em gì? Nói chị nghe. Trong thế giới loài quạ của em đâu phải chỉ có một con quạ. Thật sự trong thế giới loài quạ của em có tới hai con quạ lận. Nhiều dữ. Một là quạ ba, hai là quạ mẹ. Ba mẹ em sống hạnh phúc bên nhau. Một ngày nọ mẹ em đẻ ra hai đứa em. Ba em đi làm ăn xa, xa mặt thì phải cách lòng. Vậy là mẹ em đã đem lòng thương con gà ác ở xóm trên. Ba em về, ba em biết được, đuổi mẹ em đi.
Thế là thế giới loài quạ chỉ còn ba con quạ. Trời ơi, đã vậy ba em còn hẹn con gà ác ra thách đấu ở phố đi bộ ở phương Bắc. Sau một hồi hỗn chiến, ba em đâu phải dân quýnh lộn đâu, chết tại chỗ. Còn mẹ, trời ơi, mẹ đau lòng mà cũng qua đời. Con gà ác sau trận hỗn chiến nó cũng đã kiệt sức và chết trên đường về ở khu rừng phía Bắc. Bởi vậy chúng ta mới có món gà ác tìm thuốc Bắc bây giờ. Bổ dữ. Bởi vậy hai anh em yêu thương nhau đùm bọc nhau. Em thương con thằng em lắm. Cho tới ngày nó đủ tuổi trưởng thành, em đã đuổi nó ra khỏi tổ, độc chiếm luôn cái tổ. Từ đó anh em không nhìn nhau gặp mau được nữa. Em nhớ nó lắm. Nhưng mà nghe nói là em anh chị gặp nó phải không? Đúng rồi. Đúng. Khi nào mà anh chị gặp em anh chị nói là em gửi lời thăm nó nha. Bây giờ em về chào anh chị. Trời, tội nghiệp. Mày cái gì? Mày đứng lại. Mày giả bộ hả? Mày chạy trốn hả? Mày làm cái gì? Mày vô đây mày kể xàm kể xí cho tao nghe xong mày bỏ mày đi hả? Ủa vàng của tao đâu? Vàng đâu? Em nói là em không có. Không có giặt lông đó. Không có cái gì? Không có tao giặt lông mày đó. Trời ơi, hoài vậy. Giặt lông tôi hả? Giặt lông này mọc lông khác. Tôi cứ sợ mà giặt trúng cộng lông tài của loài quả tôi thôi. Cái gì? Quả mà cũng có lông tài hả? Lông tài đâu? Hả? Lông tài đâu? Lông tài đâu? Kiếm đi, dễ gì có. Đâu? Lông tài nằm đây nè. Cái lông tài của nó đúng không? Mày như quà nha. Trời đâu á. Mày đưa vàng cho tao thì tao trả cộng lông tài lại cho mày. Từ. Mày không đưa vàng cho tao, tao đem cộng lông tài tao đốt nha quà. Chị ơi, chị trả cộng lông tài cho đi, em hứa em sẽ liên lạc cái thằng em của em. Liên lạc đi. Em còn nó lấy vàng ở đâu rồi em đưa cho chị được không chị? Liên lạc đi. Dạ. Trời ơi, em xin dạ. Trời ơi, chết tôi rồi. Nhanh lên, nhanh lên. 9015 Y. Mày gọi cho ai vậy? Ứng tiền. Phải. Ủa tính ra nó đâu có giàu đâu. Ủa ai nói giàu đâu. Alo. Nhanh. Ừ, chim sẻ hả? Anh nè, trời dạo này bận quá không có qua thăm em được. Sao? Ừ, không biết nữa, tại đang ăn khế đây là cái bị bắt trả vàng giờ anh không biết sao nữa. Em khỏe không? Ừ, chim sẻ là ai vậy? Chim sẻ là bạn gái của em. Mày rảnh quá. Không. Ủa mày gọi chim sẻ chi? Cái gì của cái quá trình của nó, anh chị không biết đâu. Thật sự trong thế giới loài chim sẻ có hai con chim sẻ. Một là chim sẻ chị, hai là chim sẻ em. Con chim sẻ chị nó quen em, con chim sẻ em nó quen thằng em của em. Bây giờ em phải gọi cho nó xin số con em, rồi em gọi cho con em xin số thằng em, chị hiểu không? Hiểu. Chứ anh em mà không có nói chuyện với nhau. Hiểu. Rồi, mày bây giờ nhanh, để từ từ nhanh, để nhanh, em liên lạc coi nè. Trời đất ơi, chờ em xí. Alo em hả? Ừ, cho anh lại số của em đi. Ừ rồi, đọc anh nghe nè. Rồi. Nha. Alo. Ừ, chim sẻ em hả? Ừ, anh Hòa Anh nè. Nghe nói là em đang quen với thằng em anh hả? Ừ, sao? Trời buồn dữ vậy. Thôi xin lỗi, anh đâu có biết đâu. Anh thiệt, anh không biết. Anh biết anh không có nhắc lại cho em đau lòng đâu. Ừ, rồi thôi. Rồi sao vậy? Số. Nó chia tay xóa số rồi. Mày vô mặt với tao hả? Tào lao. Ủa rồi, bằng cách nào mà liên lạc được với thằng em mày? Ừ, cộng lông tài. Anh em là song sinh với nhau mà. Đây là sợi dây liên lạc giữa hai anh em. Chị chỉ cần dùng cộng lông tài này trồng lên đầu của em. Em sẽ bắt tín hiệu với nó. Ủa, rồi bây giờ tao đâu có ngu. Tao trồng lên đầu mày bỏ mày đi sao? Yên tâm đi, em làm việc rất có uy tín. Cầm lên đầu em đi. Tin đi. Mặt mày có uy tín lắm. Bắt xong. Sao? Để em. Do. Điểm. Nó vô sống rồi. Nó vô rồi. Giờ lộn đài Vĩnh Long đang coi người xuyên diện bắt cười quá trời luôn. Mày. Mày giữ mặt hả? Từ chị. Tao kêu mày dò kiếm thằng em mày mà. Dạ từ em chuyển kênh anh chị đừng quýnh em quá. Dạ. Được chưa? Em hả? Em sao vậy? Bây giờ đi ăn khế bà đặt trả vàng là sao? Em làm ăn tiếng lội quả đó. Bây giờ bà ăn khế phải trả vàng nè. Anh qua đây anh ăn, bây giờ người ta bắt anh trả vàng là vàng đâu mà anh trả. Ủa mà em lấy vàng đâu hay vậy em?
tỉnh lên coi mày làm cái gì vậy? Làm gì phải? Tại nhà tao. Trời ơi, con quà em của em. Sao? Sao? Nó lấy vàng của em cho em anh chị. Cái gì vậy? Vàng em không dám xài, không dám ăn. Đi ăn chùa như vậy không? Mà nó nỡ nào nó lấy vàng em nó cho người nghèo. Ôi mày mắc cười luôn, mày sống cái gì? Cái vàng đó là cũng phải đâu phải là do công sức của mày. Mày cũng chiếm đoạt của cải ba má mày, mày chiếm luôn của nó, cho nên mày có thôi. Nè, tôi nói với hai vợ chồng bà biết, tôi có đọc truyện Ăn Khế Trả Vàng. Tôi biết hai vợ chồng bà, hai vợ chồng bà cũng y chang tôi hà. Chia tài sản lấy hết cho thằng nhỏ, chia cho thằng nhỏ cái khế hà. Hai vợ chồng bà thấy nó có vàng có của, bà đặt đổi tài sản hả? Rồi bây giờ bị như vậy là đáng đời đối thừa ai? Ôi cha. Ủa, sao vậy cha? Ôi cha, ôi cha. Ủa, ủa sao giống ngộ độc thực phẩm quá vậy ta? Cái gì? Sao vậy? Ủa mà 3 năm vừa rồi là tôi chỉ ăn khế của gia đình ông bà chứ tôi ăn tao đâu có ăn cái gì đâu mà. Ừ khế xịt thuốc mà. Xịt thuốc tăng trưởng dữ lắm á, mấy năm nào mới có cho mày ăn á. Cái gì? Nhưng mà tao thắc mắc nha là 3 năm mày ăn 3 năm rồi tại sao năm nay mày mới phát độc vậy hả? Ờ, rụng lông rồi. Bác có điên không? Tự nhiên bà xịt thuốc rồi con quả nó chết. Ai chở mình ra đảo lấy vàng? Ôi chết rồi! Trời đất ơi! Trời ơi! Đúng là tham thì tham. Về sớm để em gặp anh không? Rồi bây giờ em chứng kiến hai người làm cái gì vậy hả? Hai người nhảy đương đại. Sao hai người không nhảy lầu luôn đi? Ôi trời nặng rồi. Sao vậy? Phước à, em đang nghĩ cái gì vậy? Thật sự là hôm nay tụi anh sao? Anh với lụa đâu có làm gì đâu. À không có làm gì hả? À? Trời ơi, em thấy anh trải cái miếng lụa ra, sao anh còn dắt nó lên vai nữa? Nếu như em không về anh còn làm gì với miếng lụa đó nữa? Ủa nhưng mà hôm nay là ngày gì mà em về sớm vậy? Hôm nay là ngày kỷ niệm. Ngày cưới. Ủa lộn, ngày quen nhau. Mày bị điên hả? Tao điên rồi. Vậy là em ghen. Em không ghen. Em đang ghen đó Phước. Em không có ghen. Hãy thừa nhận đi, em đang ghen đó. Em không ghen. Nhưng mà em đang nghĩ gì trong đầu vậy? Em có biết gì không? Em hơn lụa gì mọi mặt. Làm sao mà có thể đem lụa ra để so sánh với em được chứ? Mệt quá. Em lùn hơn lụa. Em đô hơn lụa. Anh ơi đừng. Em đàn ông hơn lụa nữa. Nhưng mà mình yêu nhau vì tính cách chứ đâu phải vì ngoại hình đúng không em? Đúng rồi, vì ngoại hình là nó chia tay nhỏ này đâu rồi. Im được không? Anh Thuận, nhưng mà tất cả chuyện này là sao em không hiểu? Bị lừa. Bị Ê đúng không? Gì vậy? Chơi đúng không? Gì
vậy? Tôi biết mấy người thích cái kiểu này nên tôi với Lụa tập dữ lắm luôn á. Làm gì mà không biết trong ngày kỷ niệm của hai đứa được. Ủa vậy là anh với Lụa giỡn em thôi hả? À, chọc đó. Chọc thôi phải không? Đúng rồi. Không có thiệt phải không? Trời, anh với đầu tư dữ lắm luôn á, tập kỳ lắm luôn á em. Em nói anh nghe nè. Sao? Anh biết gì không? Gì vậy? Anh diễn dở lắm. Bị lừa. Piu piu piu. Em với Lụa biết cái này rồi. Tụi em bài cái trò này em chọc anh thôi. Đúng không Lụa? Sao sượng vậy? Sao áp áp uống? Đâu có áp áp uống. Mày nhìn con mắt mày đi. Con mắt mày láo lia. Trời ơi, không có láo lia gì hết. Trời ơi. Có vậy thì mày với anh Thuận là cái gì? Tụi tao không có gì hết trơn á. Không có gì nhưng mà có bầu đúng không? Mày khốn này. Bước. Em đang làm cái gì vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Sao đánh Lụa? Chứ không là em để đánh em. Nhưng mà em đang hiểu lầm cái gì đó đúng không? Hiểu lầm cái gì anh? Anh vừa phải thôi nha. Anh có biết là anh vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa giỏi. Khó khăn lắm em mới đạp lên dư luận em quen anh không? Hả? Một người như em là sao có thể quen anh được? Em bất chấp tất cả mọi thứ, người ta bàn tán xôn xao về em vẫn quen anh. Rồi bây giờ? Nhưng mà chuyện Lụa thích anh là anh không biết. Lụa thích anh thật đúng không? Anh không biết Lụa thích anh hả? Từ lâu rồi. Lụa yêu đơn phương anh đó. Hèn gì, trong lúc tập Lụa làm nhuyễn lắm. Ủa nhuyễn gì ba? Mày làm cái gì mà nhuyễn dữ vậy? Trời ơi, thì tập cho nó đúng thì phải làm nhuyễn như vậy chứ. Hai người, tôi ghét hai người lắm. Phước Thuận chạy kêu nó đi kìa. Trời ơi, cái chủ con nhỏ này nó vô nó làm bậy vào cái gì. Lụa yên tâm, tôi sẽ có trách nhiệm với Lụa. Phước Ôi nè, con mạng. Trời ơi, tự nhiên cái chị có thai có bầu nó vậy. Bị lừa. Quê đúng không? Anh muốn biêu cái vô mặt hai tụi bay ghê á. Em với anh Thuận biết vụ này rồi. Đúng rồi. Em với anh Thuận chọc Lụa thôi. Mệt quá. Chọc gì mà lâu chứ, đợi con gái người ta ra chọc chứ biết. Thôi mệt quá, mày tiệc đi. Tiệc đâu, tiệc tụng rồi đâu. Tiệc gì? Hôm nay kỷ niệm tụi em quen nhau mà. Phải có bánh kem, phải có nến, phải có hoa, phải có quà cáp vậy chứ. Phước, tụi anh làm chơi bất ngờ vậy thôi đó. Khùng quá, đừng giỡn nữa. Không, quà cáp gì, quan trọng là tình cảm. Đúng rồi. Hôm nay chỉ có ba đứa tụi mình thôi. Lụa, làm cái gì vậy? Chọc nó một chút. Đang làm cho Phước giận đó. Phước, lên đây. Tụi anh giỡn thôi. Thật sự không có quà đâu em. Gì vậy? Thôi. Giận hả? Trời ơi, chọc mà làm gì căng như vậy? Tao căng mày ra đó. Không, cái này tính. Biến dạ. Biến vô trong. Sao vậy anh Thuận? Em cảm giác như là trong cái chuyện mà em với anh yêu nhau, có một mình em cố gắng thôi, có một mình em chủ động thôi. Không, nhưng mà nãy giờ anh vô tâm lắm. Hôm nay là 5 năm em với anh yêu nhau mà em thấy anh thờ ơ lắm anh. Không, nhưng mà anh nghĩ là... Mình chia tay đi. Chia tay? Ừ. Cho anh lý do đi. Lý do hả? Suốt 5 năm trời mình yêu nhau chỉ toàn là đùa giỡn thôi. Em mệt lắm rồi. Hồi đó anh có nhớ không? Anh Thuận. Lần đầu tiên gặp nhau. Em nhớ lắm. Em à. Dạ. Em ngồi xuống đây nhá. Em ngồi hả? Lại đây. Piu piu piu. Về đúng không? Đúng không? Anh Thuận. Hey. Lại đây với em. Thách thức tôi à? Lại đây với em. Ê. Lại đây không? Em dán gì vô ghế vậy? Lại đây với em. Ủa? Lại đây với em. Làm gì cửa vậy anh Thuận?
Piu piu piu. Anh Thuận. Đúng rồi, em ơi, lại đây với anh nè. Lại đây em ơi. Ê, anh đừng xịt nước anh ơi, đừng xịt nước vô lỗ mũi em anh ơi. Đó, anh thấy chưa? Cũng may á, bữa đó là súng pháo, cho nên mình chỉ bị cảnh cáo thôi. Súng thì là vô tù ngồi rồi. Vậy tại sao tới bây giờ em mới nói cho anh biết? Tại vì em yêu anh. Em cứ nghĩ là em làm được, em làm được, em cố gắng được. Nhưng mà em thấy em cố gắng hết được rồi. Em yêu anh, hy sinh tất cả vì anh. Nhưng mà em có biết, chính những cái suy nghĩ đó nó khiến anh mệt mỏi hơn không? Tại sao không nói cho anh biết ngay từ đầu? Anh cứ nghĩ là tụi mình hợp với nhau. Phước, em, anh nghĩ là anh cũng đã vượt qua mọi thứ, vượt qua mọi dư luận để yêu nhau. Em nghĩ anh yêu em vì cái gì? Vì cái này là Phước. Không, nhưng mà em nãy giờ á mấy ra, tụi mình cũng phải nên ngồi xuống nói chuyện với nhau. Không phải. Nhưng mà chưa bao giờ hết Phước. Không không, mấy cái nãy giờ là em lừa anh thôi. Là em lừa anh thôi anh Thuận ơi. Anh Thuận ơi, mấy cái nãy giờ là em lừa thôi mà. Một người phải vừa như người thật, một người nói dối quá tội. Tình yêu với em như ngồi đèn thiêng liêng, giờ em chẳng muốn cầu. Biết đâu được hai ta sắp có kết cục. Nỗi đau này em đưa trong cơn gió buồn. Điều gì xảy ra với em, mong rằng đừng xảy ra với anh. Em trao anh con tim, anh trao cho em một cú lừa. Tại sao bây giờ tụi bay mới ra? Cái gì? Anh Thuận bỏ tôi rồi. Thì mày mới nói câu nêu tôi ra nè. Tao nói câu nêu 100 lần rồi. 100 lần nè, mày nói câu gì? Tao nói là em lừa anh thôi mà anh Thuận, em lừa anh thôi mà sao mày không ra? Mày thêm chữ mà làm gì? Người ta ai em lừa anh thôi. Mới nãy tao em lừa anh thôi, tao nhóm là mày mà cái tao ngưng lại luôn. Thì mày nắm đại ý thôi. Ủa, đại ý thì còn gì gọi là câu nêu nữa. Bây giờ người ta bỏ ra rồi kìa. Trời ơi, thì bây giờ bánh trái này tùm lum la nè. Thì bỏ thì kiếm người khác. Sao mà kiếm người khác được? Mày nhìn tao nhà mày yêu tao. Ai biết được. Đó, mày có biết là anh Thuận quan trọng với tao như thế nào không? Tao yêu anh Thuận lắm đó. Không có anh Thuận ra ai giỡn với tao. Tao ghiền anh Thuận lắm. Bây giờ anh Thuận bỏ tao. Bây giờ anh Thuận bỏ tao, rồi ai yêu tao nữa? Biết rồi, đừng có nhắc bài nữa. Ê! Thưa quý vị, Battery, một cú lừa nhưng mà hàng chục cú lừa trong tiết mục của Ngọc Phước. Tôi cho chị hỏi là tại sao em lại chọn Thuận trong khi hình thể em thuận lệch như thế? Em có sợ là bị chênh quá không? Dạ không chị, tại vì em nghĩ tình yêu nó không có phân biệt cao thấp. Nó cũng không phân biệt tuổi tác hay cái gì hết trơn á. Tại vì tình yêu của mình nó lớn lao lắm, nó vượt Phước qua ơi, nhiều. Chị nghĩ em dừng lại đi. Em đừng nói gì nữa hết. Chị Khả Như đồng quan điểm với em không? Tình yêu không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt cao thấp, nhưng phân biệt đâu là tỉnh táo nha Phước. Đúng rồi. Sao mọi người cứ một chiều ép Phước ta, anh thấy chuyện nó bình thường mà. Dạ, anh thấy em quyến rũ đúng không? Rõ ràng Thuận là một người có tất cả mọi thứ, cao ráo, đẹp trai, diễn viên này nọ, mà ông trời không cho ai một cái gì gọi là hoàn hảo cả. Có thể là Thuận có một cái ánh nhìn lệch. Thiệt, có nghĩa là anh thấy bao nhiêu người múa đẹp, nhảy đẹp, mặt đẹp, quyến rũ, nhưng họ không có động lại lâu được bằng cái vừa rồi của em, cái vừa rồi của em.
Đấy. Con đừng nói nhiều quá. Dạ. Tại vì cái chiều cao của con cũng có hơn Phước gì đâu. Trong mắt thầy, Phước là một cô bé thông minh, giỏi, có tài. Hiển nhiên là cái bài của tụi con khai thác rất thông minh và dễ thương. Đặc biệt Thuận Nguyễn và Hải Triều phối hợp với con rất là duyên dáng. Thầy nghĩ là dù con không cao nhưng người ta sẽ ngước nhìn. Con cố gắng lên nha. Thầy. Dạ. Dạ em mời chị Nam Thư. Đáng lẽ cái kết không hung Thuận Nguyễn điểm đã cao rồi. Không, em nãy em hung kiểu hung vào tay em á. Khó. Mấy hồi ơi, cho em chiếu lại đoạn vừa rồi. Thực sự là thầy nói đúng, cái bài của em làm rất là thông minh. Một cú lừa chỉ rất là lo lắng. Chắc là Phước sẽ đi theo một cái lối mòn và một cô gái bị một chàng trai lừa gạt, bám sát nội dung của Bích Phương. Nhưng mà một cú lừa ở đây là Quế Tứ mà chị rất là thích, đó là yêu. Cái gì nó cũng có chừng mực cả. Dễ thương, đáng yêu, em bưng ra sân khấu này, trai đẹp, gái đẹp, duyên dáng và rõ ràng là hiệu quả. Nhưng chị vẫn chờ đợi ở tập sau, bởi vì chị biết thế mạnh của Phước không phải là ca hát và nhảy múa. Em nhảy đẹp lắm. Mê. Ồ, dưới này em nhảy động tác nào con mèo ngồi cười động tác đó, hiểu không? Em nhảy mà cái em cuốn vậy nè. Em cuốn vậy nè. Dạ. Dễ thương. Dạ. Có Thuận là chị thích hết. Dạ, cảm ơn chị Thư. Cảm ơn Nam Thư. Thái Như à, đây là lúc nên nói. Đây là lúc nên nói, thật sự thì đầu tiên là phải khen Phước. Phước hôm nay em đẹp lắm. Các bạn chọn một cái bài hát rất là thú vị. Đó là cái điều đặc biệt của Parody, là nên chọn những bài thú vị và nó khá là trend. Các bạn chọn concept về đồ đạc trang phục rất phù hợp. Giống như chị Thư nói là thật sự là rất là thích em nhảy đó. Cái sự mà cục đòn của em làm cho chị cảm thấy rất là thú vị. Em phát huy những cái đó đi. Hơn nữa đó là cái tỉnh ở trong em với cái tiết mục này chị thấy nó rất là vừa phải. Chị hy vọng là em sẽ giữ được phong độ làm việc lao động cực lực lên để có những cái vai thiệt là hay nữa. Dạ. Và chúc mừng em. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị Mèo. Nãy chị Mèo có nói về trang phục á, thì sẵn đây em có lời cảm ơn tới hai người. Người đầu tiên là chị Kiều Anh. Ở trong hậu trường là em có loay hoay, em chọn bông tai mà không có phù hợp. Xong chị Anh thấy vậy, chị Anh tới đưa cho em rất nhiều bông tai. Và cái đôi bông đang đeo là chị Kiều Anh chọn cho em. Còn cái bộ đồ em mặc là của anh BB Trần. Và anh BB Trần cũng là một cái người phụ tụi em dàn dựng chung với lại chị Duyên tiết mục này của em luôn. Dạ, yeah, rất cảm ơn. Anh rất là thích cái bài của Phước. Nó có cái sự đầu tư lật qua lật lại. Mình coi mình cũng bất ngờ đó. Em chọn diễn viên rất là khôn khéo luôn á. Một cái sự đối lập hoàn toàn. Nhưng không phải vì vậy mà người ta nhìn Thuận Nguyễn rồi người ta quên em. Mà chính vì anh nhìn Thuận Nguyễn sau đó anh quay ngược lại em, anh lại nhớ em nhiều hơn. Anh Gia Bảo, anh nhận xét vài lời cho Ngọc Phước đi. Thật ra ngày hôm nay anh coi cái bài này rất là vui. Tụi em diễn với tất cả các đạo cụ trên sân khấu luôn, có nghĩa là bày ra nó không có thừa cái gì hết trơn á, giống như một cái vở nhạc kịch vậy đó. Nhạc nó liên tục và nhạc nó vô đúng chỗ đúng nơi, và anh rất là mừng là em đã vào đúng cái đường ray của em rồi. Anh rất là thích cái chỗ mà em múa mà cái mặt như là bị bắt buộc ép buộc múa vậy đó. Yeah. Nó rất là duyên dáng, và một cái bài nó hay là bởi vì tất cả mọi người đều hay thì cái bài nó mới hay. Và anh rất là mong là em có phát triển theo hướng này. Yeah. Nó sẽ rất là tuyệt vời. Yeah. Cảm ơn Bảo. Xin mời giám khảo Kiều Anh, có thấy là khi mình cho mượn một cái đôi bông tai lộng lẫy thì cực kỳ xứng đáng không chị? Trời ơi, đâu có phải cho mượn, hồi nãy thật ra gài để bán cho nó mà nó không có trả tiền. Bây giờ như thế này nè, chị nói có lẽ rất là nhiều, bởi vì cái bài này chị trăn trở từ nãy giờ, chị ngồi mà chị không chịu nổi, thành ra em phải chờ chị nửa tiếng chị mới nói được hết thế này nha. Chị không biết thước tất của em thực tế nó là bao nhiêu, chị không cần biết. Ngày hôm nay cái bài diễn của em mà chị tưởng tượng trước mắt chị không phải là Ngọc Phước ở góc độ này nữa, mà là một cô người mẫu 1m8 thế thôi. Hết. Dạ. Như là nửa tiếng của chị thì chị gài thôi, lừa mà. Ủa, sao chị lừa biết vậy? Một cú lừa. Và số điểm của vòng này từ thí sinh Ngọc Phước là 57,5 điểm. Phước ơi. Dạ. Bao thư 5 triệu cao nhất từ chị Nam Thư lúc nãy đã bị Kim Đào lấy đi rồi. Bây giờ chỉ còn từ 1 tới 4 triệu đồng thôi. Ngọc Phước chọn đi. Có ai nháy mắt với em không ạ? Chị nói thật là không ai biết hết. Cho nên giờ chị cầu mong em lấy cao cao trả tiền đôi bông cho chị. Đây thì đây. Em có quyết định kìa. Dạ. Ngọc Phước chọn ai ạ? Dạ, cái người đầu tiên mà cho em cái hộp má hồng ở trên sân khấu thế giới trẻ lúc em mới về á là chị Mèo. Thôi em chọn chị Mèo. Trời ơi, nhỏ chọn mình mà em lo quá. Em sợ quá à. 2 triệu. Một tiết mục dễ thương, hài hước, đầy mãn miếng, và đặc biệt là giải thưởng nóng 2 triệu đồng. Chúc mừng Ngọc Phước.
Dương Hóa đã bị Quách Phu, con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, chặt đứt cánh tay. Hiện giờ không biết sống chết ra sao. Ta là cơ hội của ta. Ta đã hóa trang diện mạo trở thành Dương Hóa. Mụ già kia làm sao mà có thể nhận diện được thật giả như thế nào? Rồi đây, thiên hạ sẽ là của ta. Lạnh quá. Ai đó? Là ai? Có phải là Hoa Nhi của ta không? Là ai? Có phải? Có phải là cô hồn không? Có phải là cô Long không? Đúng rồi, là Hoa Nhi của ta mà. Cô Long! Hoa Nhi! Cô Long! Hoa Nhi! Cô Long có biết không? Ta nhớ cô Long vô cùng. Ta nhớ về những khoảnh khắc của ngày xưa. Ngày xưa? Hoa Nhi có biết không? Đến bây giờ nhìn ta đi, nhan sắc của ta tuổi già đã kéo tới. Tại sao? Tại sao đến bây giờ Hoa Nhi mới tới tìm ta? Cô Long không hiểu Hoa Nhi. Thật sự, Hoa Nhi đã gặp một kiếp nạn cực kỳ đáng sợ. Quách Phù đem lòng yêu thương ta, nhưng ta không chịu. Ta đã từ chối Quách Phù. Cô ta nỡ nào tàn nhẫn bỏ thuốc độc vào thức ăn của ta. Thuốc độc mà. Đúng vậy, ta không thể nào rời khỏi Quách Phù được. Ta chỉ cần dời đi nửa bước ta sẽ chết. Chất kịch độc đó là gì? Đó là bảo bối của phái Ngũ Độc. Chất độc paracetamol. Thật đáng sợ, cô Lộc không hiểu đâu. Nhưng mà ta biết một điều, trong người của Quách Phù lúc nào cũng có một hũ thuốc giải. Ta tìm một cách để lấy hũ thuốc giải đó, tự giải độc cho mình, rồi về đây gặp cô Long đó. Như thế nào vậy hả Hoa Nhi? Rất may mắn, ta đã gặp một người hảo hán ở trong giang hồ. Anh ta đã chỉ cho ta một cái gọi là bí kíp cua gái. Mời cô Long, để hiểu rõ hơn về câu chuyện, chúng ta hãy minh họa nhé. Dương Hóa trong giang Hoa Nhi, cô Long trong giang Quách Phù. Một ngày nọ, Hoa Nhi đang ngủ ở phòng khách, Quách Phù nằm trong giường. Hoa Nhi không biết làm như thế nào để tiếp cận được Quách Phù. Hoa Nhi giở trò thứ nhất, bước thứ nhất,
Khi nằm trong phòng khách, chúng ta hãy nằm thật dài, ho thật nhiều. Lưu ý, nếu như ho chừng nửa tiếng mà không thấy người ta bước ra thì ngủ luôn đi, thua rồi. Nhưng rất may mắn, rất may mắn. Ê, hả? Nhi, có Nhi bị chuyện gì đó hả? Đau lưng quá, lạnh quá, ngủ không được cô Long mà. Thôi được rồi, quá Nhi vào ngủ với muội. Nhưng mà huynh nằm dưới, muội nằm trên. Thôi đành vậy, biết sao bây giờ. Sau khi được sự đồng ý của chủ nhà, ta lẻn vào phòng ngủ. Nằm ba xuống sàn, nhắm mắt chừng 5 phút, ta hãy quay qua quay lại, đập tay mạnh vào sàn nhà tạo tiếng động, gây chú ý. Chừng nửa tiếng mà không có ai chú ý thì ngủ luôn đi. Nhưng rất may mắn. Ê, quá Nhi, quá Nhi có chuyện gì vậy? Ở đây đau lưng quá ta ngủ không được cô Long à. Thôi được rồi, quá Nhi lên giường với muội. Nhưng mà nam nữ thọ thọ bất thân, ta không thể nào làm như vậy được. Không sao đâu, muội kiềm chế được cái mợ. Nhưng mà ta quá Nhi. Thôi đành vậy đi. Sau khi lên được tới giường, đây là bước quan trọng nhất. Chúng ta hãy nhắm mắt ngủ chừng 20 phút. Chờ khi đối tượng không chú ý, ta sẽ Anh yêu em. Không may mắn, đối phương phản ứng lại. Quá Nhi, muốn làm cái gì vậy? Đồ tồi. Nhưng nếu may mắn đối phương còn phản ứng lại thì sao? Anh yêu em. Đó là cách Quách Nhi dùng để lấy lọ thuốc giải về để gặp cô đó. Cô có biết không? Để về gặp được cô, Quá Nhi phải ngủ với một người phụ nữ khác đó cô à. Hả? Quá Nhi? Nhớ cô nhiều lắm, thương cô nhiều lắm. Cho gặp con điêu có được không? Khoan đã. Hả? Quá Nhi, khoan gặp con điêu đã. Tại sao vậy? Vì những gì Quá Nhi nói, làm sao ta có thể tin đây là sự thật được chứ? Nói thiệt mà. Lỡ như Quá Nhi bịa đặt Hồng Chiêm đặt con điêu của ta thì sao? Làm gì có chuyện đó, ta thương cô thiệt mà. Con điêu đâu? Cho ta gặp con điêu đi. Quá Nhi, Quá Nhi phải chứng minh tình yêu của Quá Nhi dành cho ta là sự thật. Muốn chứng minh như thế nào? Quá Nhi, chặt tay đi. Chơi gì lớn hả? Đúng vậy, phải chặt tay thôi Quá Nhi à. Hai cánh tay rất quan trọng như người học võ. Nếu như Quá Nhi đồng ý làm tàn phế cánh tay của mình thì ta đây mới tin tình yêu của Quá Nhi dành cho ta là sự thật. Ta hiểu rồi. Được, ta sẽ phế bỏ cánh tay này. Có cuộc điêu rồi, cần gì cánh tay này, ta cũng thống trị võ lâm Trung Nguyên. Cô, hãy nhìn đây. Đau quá. Quá trình phế tay quá đau khổ, kéo dài gần mấy canh giờ. Quá Nhi không chịu được đâu, hãy dừng lại đi. Không, sao không thể nào để Quá Nhi phải chịu đau khổ hơn mấy canh giờ được. Quá Nhi, chặt nó đi. Đau một lần rồi thôi, Quá Nhi à, chặt đi. Thôi được rồi, đó là ý của cô đừng ân hận. Chà! Quá Nhi, Tại sao ta nói giỡn mà làm thiệt vậy? Hả? Nói giỡn mà sao chắc thiệt vậy Quá Nhi? Nhưng mà Quá Nhi không sợ đâu. Chờ xí gắn lại tay cái. Buồn rồi Quá Nhi à. Nhưng mà Quá Nhi không sao. Chính vì điều này mà ta đã tin tình yêu Quá Nhi dành cho ta là sự thật. Có thật không? Ta tin rồi. Nào, vậy thì không còn chờ gì nữa. Hãy đem con điêu ra đây để ta gặp mặt đi. Nhưng mà Quá Nhi à. Sao? Ta cũng có một sự thật muốn nói cho Quá Nhi biết. Sự thật gì? Sự thật ta muốn nói cho Quá Nhi biết là con thần điêu đã không còn nữa. Ơ, mất cả con điêu. Hự ra thiệt là đau lòng. Nghe Quá Như xét đánh
ngang tay. Tại sao lại mất điêu? Tôi giao con điêu giữ, tại sao lại mất con điêu? Không phải Quá Nhi à, Quá Nhi nghe ta giải thích, Quá Nhi biết đó, Quá Nhi đã bỏ đi mấy năm rồi. Một mình ta ở lại cái động này. Không có tiền Quá Nhi à, để duy trì hoạt động của động, ta phải bán con điêu lấy tiền để đóng tiền điện, tiền nước, truyền hình cáp, internet chứ. Không có tiền đóng thôi mà tôi mất cái tay luôn rồi. Xin lỗi Quá Nhi. Bà yên đi bà già. Quá Nhi, ta nói cho bà biết, ta không phải là Quá Nhi của bà. Ta chỉ giả mạo thôi. Thật sự thân phận của ta là Đông Nhi. Hãy cứ bước đến bên cạnh em. Em nói cho ngươi biết, ngay từ giây phút ngươi bước chân vào đây thì ta đã biết ngươi không phải là Dương Hoa. Ta biết ngươi chính là kẻ giả mạo. Ngay từ đầu biết, tại sao ngay từ đầu không vạch mặt luôn? Ta phải giỡn với ngươi cho đủ thời lượng của chương trình thôi. Bây giờ ta đi đây. Trời ơi, Quá Nhi, cánh tay của ta, ngôi vị võ lâm trung nguyên của ta. Trời ơi, Quá Nhi, Quá Nhi, Quá Nhi, Quá Nhi, Quá Nhi của ta, Quá Nhi. Xong rồi, xong rồi. Quá Nhi của ta đâu? Xong rồi. Quá Nhi của ta đâu? Xong rồi, xong rồi, vô, xong rồi. Xong rồi. Thì xong rồi. Thì xong rồi. Thì xong rồi. Chờ một chút xíu. Nào, hỏi các quan sĩ võ lâm, hãy bình chọn cho La Thành mã số 06, bình chọn cho La Thành mã số 08 cho La Thành mã số 06 cho La Thành mã số 06 06 06 cho La Thành mã số 06 cho La Thành. Bắt nhạc liền. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, nhà có một mình tôi là anh hai mà ngày nào cũng mở bài chị tôi. Nè mấy đứa, hỏi thật lòng nha. Dạ. Trong lòng mấy đứa nghĩ anh là anh hay là chị nè? Chị. Ủa đi đâu vậy anh hai? Đi cho khuất mặt khuất mày luôn đi. Cái gì vậy? Tôi giỡn mà làm gì? Giỡn cái gì? Dạ. Anh thương mấy đứa. Anh ở nhà là một tay, anh tất tần tật, anh lo cho mấy đứa. Anh là một người anh, cũng như là một người chị, cũng như là cha mẹ, ông nội, các em hết, hiểu không? Dạ. Tức là trong nhà này là anh quán xuyến hết. À, dạ, dạ. Rồi các con tập hợp nè. Bây giờ là cái bài học thôi. Có coi tôi như người khuất mặt khuất mài vậy trời. Anh ơi, anh dạy toán mà. Cái bài toán mà em nói khó là em làm ra chứ cưng? Ra rồi. Ra rồi, dễ thương quá. Đâu nè? Ra cái còi mụn. Em thấy không, nhà ai cũng đẹp hết, có em là xấu là coi như nghiệp đó nha cưng. Nha, cái nghiệp của mình tạo nên mụn nha em nha. À, bé, bé nè. Ờ, bé, bé, bé học bài chưa? Bé học bài rồi. Dạ, cái bản cửu chương bé học sao rồi? Bé học tới cửu chương 2 rồi. Ồ, giỏi ghê không? 3 tháng trời học được cái cửu chương 2 hả con? Ngoan. Còn bé. Dạ. Ra đây nè. Dạ. Bé ơi, bé học bài chưa? Dạ chưa. Chưa. À, không. Chưa học bài tháng tới, chứ tháng này em học hết rồi. Thấy không? Làm gương nha, học giỏi nha. Dạ. Dạ. Không xong rồi đúng không? Dạ. Bây giờ là vừa học vừa chơi chứ mà mình học quá cũng không được. Anh hai báo đứa một tin vui, thiệt là vui. Tin gì vậy anh hai? Đó là mẹ trên Sài Gòn gửi quà về cho mấy đứa. Wow. Quá ngon nè, cảm ơn. Đây nè, một ê quà luôn. Trời, có quà của em không? Có, đầy đủ tất tần tật, đứa nào cũng có hết. Đây là bức thư mà mấy đứa biên cho mẹ nè, đó. Cho em đọc phần của bây em. Bây giờ quà nhiều quá, anh không biết quà nào của đứa nào hết. Bây giờ đứa nào đọc đi, trúng em... quà nào anh lấy quà đó. Em đọc trước. Rồi nha. Đọc đi nha cưng nha. Mẹ có biết không, từ đó tới giờ con cứ đi bộ hoài à. Bởi vậy hai cặp giò con bự lắm. Mà mấy đứa con trai trong làng á, nó cứ rủ con chơi đá banh hoài à. Mà con nào muốn đá banh, con chỉ muốn chơi bóng bầu dục mà thôi. Cho nên nếu như mình có một chiếc xe đạp vượt nắng, vượt gió, vượt những cơn mưa rào, truyền thống đèo mây, luôn luôn dậy tay chào, thì hay biết mấy mẹ nhỉ? Ồ, như vậy là thích xe đạp đúng không? Dạ, em thích đôi giày. Ủa là
làm sao? Ủa em giao đãi cái xe đạp mà cưng. Dạ xe đạp có cũng được mà đôi giày em thích hơn. Nhưng mà cũng có đôi giày cho em. Đây không? Đây. Dễ thương không? Ủa sao nó cũ quá vậy anh hai? Ừ dài sida đó cưng. Nhưng mà có dài là vui rồi. Dạ, thích lắm. Tới lượt em, chị ba có quà rồi. Giặt ra có quà rồi, giặt ra. Tới lượt em. Rồi bé mụn, đâu đọc của cưng đi nè. Ủa hổm á, em viết thư cho mẹ. Em chỉ xin mẹ một điều nhỏ nhoi đơn giản thôi. Là em xin mẹ cho em được đẹp trai. Bởi vì đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Cái gì mà nhảy rần vậy? Cái gì vậy hả? Làm cái gì vậy hả? DJ hả? Cái gì mà mở nhạc lên là cái rần bây giờ ước vô cái vấn đề đi trời. Chứ mày sao đẹp trai đâu phải mẹ là bác sĩ thẩm mỹ đâu mà sửa cho mày được. Em giỡn thôi. Em ước với mẹ là cho con á ăn được nhiều thức ăn mà con thích á. Em ước là ăn xíu quách nè. Em cặp bắp nè. Rồi em ăn thịt gà. Ăn cá lấu nữa. Bởi vì suốt cuộc đời của em á là em không bao giờ nghĩ là mình có thể ăn được những món đó. Em nay hiểu rồi. Bây giờ là ước món ăn đúng không? Ước phá lấu có phá lấu, ước gà có gà, lấy đồ ăn cho ăn. Anh hai ơi. Hả? Em ước trồng răng. Cỏ luôn nè. Nhưng mà em ơi, mẹ không có tiền á nên mẹ không có răng sứ cho em, chỉ có răng mũ em xài đỡ nha. Răng mũ hả? Ừ. Chắc là dễ hư lắm. Thôi để khi nào em ăn thì em mới xài. Ok, dễ thương. Giặt qua, giặt qua. Tới cục cưng. Cưng ước cái gì nói chậm chậm thôi nha. Nha, sập nhà nha con. Út á, bữa Út viết quá trời luôn. Ừ. Nhưng mà Út nhớ điều đầu tiên Út viết á là Út xin là sẽ có thịt heo ăn nè. Tại vì anh hai ở nhà không cho Út ăn. Bây giờ thèm thịt heo đúng không? Dạ đúng. Mình tháo cái nọng ra mình ăn nha con. Nha, cái nọng ra. Thôi bây giờ ước vấn đề thiệt đi, giỡn hoài. Thịt heo, thịt ơ đồ. Thôi em ước thiệt nè. Đúng rồi. Út ước á, Út ước nhà mình có cái tivi. Tại vì á, mỗi lần mà Út muốn coi tivi á, Út mới chạy xa ơi là xa luôn. Út chạy mấy cây số luôn á, có lần té rách cái quần luôn á. Mà tới nơi thì mấy bạn cũng cho Út xem TV. Mấy bạn chê Út nghèo, mấy bạn cũng cho Út vô coi chung á. Bây giờ nè. Bây giờ có TV đúng không? Bây giờ nhắm mắt lại đi nè, sẽ có TV cho con nha. Ước TV phải chụm đi lại, bất ngờ. Qua đây. Ước TV, có TV liền. Alo, Vũ Đồng Gốc Me hả? 3 phút nữa tụi bay có mặt nhà tao nha, cách xơi mỗi đứa 5.500 nha mấy đứa. Rồi qua liền nha mấy đứa ơi. Ủa anh hai ơi, thằng Út thằng Tèo con ba số mình mà. Đúng rồi, mấy đứa này đang chơi góc me đó, anh hú qua thì nó có mặt liền. Rồi. Em mở đây nha. 1, 2, 3. Cái này là cái giường hôm bữa em nằm gãy nè. Sao nói cái giường mày đúng không? Tự nhiên mình mập cái mình nằm gãi giường, bây giờ là có hiệu ứng luôn, hiểu không? Bây giờ con cứ tưởng tượng đây là cái tivi đi. Bây giờ con thích coi cái gì hả, là có cái đó cho con liền. Chiếc dép thần kỳ này, đây là cái tượng trưng cái remote nha con. Bây giờ con thích cái gì là con bấm cái đó một cái là hú hồn luôn. Ừ. Bấm là hú hồn luôn anh. Ừ. Bấm một cái là hú hồn, mày thích cái gì là có cái đó. Có cái gì có cái đó. Út muốn xem ca nhạc. Ca nhạc. Thế giới vì bóp là thế giới vì bóp. Thế giới vì bóp là thế giới vì bóp. MV ngàn tỷ. Rồi chuẩn bị lẹ nè, MV ngàn tỷ bắt đầu. Không xem ở đâu, MV gì xả rác quá à. Ông muốn xem cải lương, cải lương mấy đứa ơi, cải lương. Thưa bà. Tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sương hàng gió tuyết trở về đây. Nhưng mà ông là ai? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đăng trình. Đêm qua tôi có về ngang nơi họ hẹn cũ, thì mới hay người con gái ấy đã sang sông. Trời ơi! Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiễn mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã. Rồi một chiều nào dừng chân nơi quán là xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng.
trình. Yeah, yeah, sau đây là ít phút quảng cáo, mọi người đừng chuyển kênh. Thời tiết dưới quê dạo này nóng quá. Thôi, không muốn xem quảng cáo đâu. Ông muốn xem ảo thuật. Hả? Ảo thuật. Ảo thuật hả? Ảo thuật. Ảo thuật. Ảo thuật. À, thầy ơi, Út xem ảo thuật kìa. Tụi em có tiết mục ảo thuật. Rồi rồi rồi, đừng cắt nữa, cầm quá, chờ chờ xíu. Ảo thuật, em tập rồi, tập rồi. Tập rồi, tập chưa, tập chưa. Tập rồi, tập rồi. Rồi rồi rồi, đừng sắp nhà, sắp nhà, có ảo thuật luôn nha. Có ảo thuật cho con nè. Rồi bây giờ ảo thuật nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt về TV và đón chào một tiết mục ảo thuật vô cùng khủng khiếp. Bây giờ, chị ba vô đi ngồi đi chị ba. Tập chưa vậy? Tập rồi. Rồi bây giờ sẽ ẵm cô người mẫu này vô cái thùng này. Út ơi, lại phụ anh nè Út. Bây giờ ta sẽ là người tâm nát cái thùng này luôn. Vỗ tay quý vị ơi. Bắt đầu. Được, đưa cho anh, đưa cho anh. Anh làm được mà. Xem em nè. Hey. Hey. Còn nhiều lắm mà. Hãy làm vỗ tay. Bà ơi. Ngày cuối rồi. Ngày cuối rồi. Bà ơi. Cuối cùng chị ba cũng chết rồi. Cái gì vậy? Chị ba chết rồi. Nè, mày nói. Mày nói cái gì hả? Chị ba chết rồi đó anh hai. Mày khùng hả? Em giỡn thôi. Chị ba đâu? Đùa với mọi người thôi. Chị ba vẫn còn sống. Chị ba, lên tiếng đi. Mọi người sợ chị ba chết kìa. Lên tiếng đi. Bye bye. Chị ba ơi. Bye bye. Chị ba. Bye bye, đừng làm anh sợ. Bye bye. Chị ba ngủ hả chị ba? Bye bye. Anh ơi. Mày. Sinh nhật ai vậy? Sinh nhật của anh hai đó. Anh hai, sinh nhật của tụi em á, đứa nào anh hai cũng nhớ ngày hết đó. Riêng chỉ có anh hai là không nhớ ngày sinh nhật của mình thôi à. Bữa nay á là tụi em chuẩn bị mọi thứ nè để tạo cho anh hai bất ngờ đó anh hai. Mà tụi em không có tiền cho nên là cái nồi cơm cháy tụi em úp lại thành cái bánh sinh nhật tặng cho anh hai á. Anh hai ơi, em biết ba mẹ ở Sài Gòn á cực khổ lắm, lo cho anh chị em mình á tiền học cực khổ lắm rồi, làm gì có tiền mà mua quà cho tụi em. Toàn là anh hai đi học nè, rồi đi làm thêm để mà mua cho tụi em không à. Đưa hộp quẹt đây anh. Đó, hai ơi, nên đi. Anh hai cầu nguyện điều ước cho mình đi anh hai. Anh hai ước đi. Ước đi anh hai. Ước đi anh hai. Ra liền. Đi đây. Ước cho mình đi anh hai. Đây không phải là điều ước của anh hai, mà anh hai ước luôn cho cha mẹ. Anh hai ước là mấy đứa sau này lớn lên đứa nào cũng giỏi, đứa nào cũng ngoan, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Như vậy là anh hai vui lắm rồi. Anh hai cầu nguyện đi anh hai, điều ước sẽ thành hiện thực. Thổi nến đi anh hai. Rồi, thổi nến đi anh hai. Thành hiện thực đó.
đã làm nghề hơn 20 mấy năm rồi, vì Trinh rất là nể phục người nào viết cái kịch bản này. Phải nói là từng chi tiết, nó có tính nhân văn thật là cao. Các khán giả đang xem đài đã ủng hộ tụi em rồi, sẽ ủng hộ tụi em nhiều hơn nữa. Chúc mừng tụi em hôm nay, một cái tác phẩm thật là tuyệt vời. Tụi em đánh vào tâm lý rất hay là những đứa trẻ. Đứa trẻ thì xa mẹ mà anh em thương nhau, cái đó đánh và rơi nước mắt tất cả mọi người. Đây là một tiểu phẩm mà hài của Trí Tuệ. Tự nhiên em dựng cái tiểu phẩm này, chị Oanh ngồi rất là bồi hồi, bởi vì những cái trò chơi này ngày xưa ở quê, nơi mà xa xôi, ở vùng An Phú, Châu Đốc, xa xôi, thì chị đã từng chơi như thế này. Bao nhiêu cái ký ức tuổi thơ của chị lùa về, một lần nữa chị rất là cảm ơn cái ý tưởng của hai đứa. Các bạn đã biết sử dụng sở trường và sở đoản của mình một cách hết sức hợp lý. Các bạn đã sử dụng ca nhạc, cải lương, và cuối cùng cái tiết mục của các bạn trở thành một tiết mục tạp kỹ, rất là độc đáo. Xin cảm ơn những lời nhận xét có cánh từ phía hai cặp đôi giám khảo dành cho cặp đôi Song Lâm. Và bây giờ thì hai em hãy chọn ra cho mình cặp đôi nào cho mình biết trước số điểm. Trong cái bộ dạng này thì em cảm thấy mình rất giống anh Lý Hùng. Và em chọn anh Lý Hùng. Gỡ. Wow. Em ơi em. Dạ. Chừng nào á nữ ca sĩ Thạch Xuân Sáu mới xuất hiện vậy? Dạ thế em coi. Ý chị kìa. Wow. Chắc chị đi coi chị. Dạ. Phải live stream mới được. Mọi người ơi, cộng đồng mạng ơi, chị tôi bị xỉu rồi kìa. Trời, bị xỉu sao không ai cứu hết trơn, trời, đứng live stream vậy cha. Trời đất ơi, trời. Làm sao? Trời ơi, bức tóc mai bà. Hô hấp nhân tạo được không? Bà mới ăn bún mắm phải không? Trời ơi, chị ơi, tỉnh lại đi chị ơi. Tỉnh lại đi chị ơi. Tỉnh lại đi chị ơi. Chị, tỉnh lại đi chị ơi. Không rồi. Tỉnh luôn rồi. Không tỉnh rồi. Bây giờ đưa bà đi cấp cứu đi. Đưa đi cấp cứu, bà đi cấp cứu đi. Nhanh lên. Trời ơi, tội nghiệp bà chị tôi quá. Cộng đồng mạng ơi, bà chị tôi xỉu. Mẹ. Xã hội chị nhiễu dương, có người xỉu đứng lại chim không à trời. Chết rồi, chị Thạch Xuân Sáu ơi. Chị lên đây liền, chị Thạch Xuân Sáu ơi. Theo em. Trời ơi, từ nãy giờ nghe chưa, em núp trong bụi lùm em thấy gõ gàng gành gảnh như ánh bình minh chiếu rọi trên quê hương ta. Cần thấy cái gì? Em thấy anh này, ảnh gù quến cho con nó xỉu, xong anh lấy cái mỏ ảnh giọng vô mỏ con đó hung lương. Trời ơi, chồng ơi, tại sao chồng lại đối xử với em như vậy? Anh không có. Tại anh này là nó đơm đặt cho anh là tao làm gì có, tao lăng nhăng hồi chứ tao chỉ có thương mình vợ tao thôi à. Ra đây biểu coi, tại tôi ghét ông á, biết làm sao không, câu cá bữa giờ xin không cho được ích kỷ, bây giờ tôi hiêu vợ cho gia đình ông tan nát luôn. Chị ơi, rõ ràng là em thấy vậy đó. Trời ơi, đó chồng. Trời, em phải tin đồng. Anh không, em không tin anh nữa. Anh Thạch Xuân Sa, trời ơi, tôi đi kiếm anh từ nãy tới giờ luôn á. Ủa, kiếm tôi chi vậy? Chị Thạch Xuân Sa, ôi anh biết không, vụ em gì?
Em của ông đó đi coi chị Thạch Xuân Sa hát, cuồng quá giờ trụy tim, vô trạm xá nằm rồi. Là nhỏ nằm nãy đây hả? Chứ gì nữa, cha cha giờ nó đâu rồi? Ở trên trạm xá kìa cha. Trời ơi em ơi. Trời em ơi trời ơi trời. Trời ơi, ảnh á chị, ảnh á chị, ảnh tốt lắm, ảnh cứu người đó chị. Dạ, thôi em đi vô luôn nha. Bao nhiêu lần rồi, nó yêu tôi mà sao bây giờ tin tôi hết trơn trọi vậy? Thôi, em hiểu lầm mà. Chồng ơi, em xin lỗi chồng nha. Anh nói với em rồi, anh không bao giờ anh lăng nhăng, anh chỉ có thương một mình em thôi mà tại sao không bao giờ em tin anh vậy? Bây giờ nè, sẵn cái lễ hội ốc âm bót ở đây nè. Anh em ở trong xã ơi. Thôi, đừng. Bây giờ có mặt cả xã ở đây nè. Tôi tuyên bố trước mặt nguyên cái xã này luôn nè. Tôi chỉ có thương một mình Thạch Thị Xuân Sáu vợ tôi thôi. Tôi không có lăng nhăng gì hết trơn hết trọi á. Cả cái đêm vừa rồi á, tôi không có về nhà là tại vì tôi đi câu cá về cho vợ của tôi. Anh đi suốt đêm nay bơi xuồng ra tận đầm sâu. Thiệt không? Anh câu cá ba sa dơ dài con cá thề già. Phải vậy đó. Về cho vợ anh chơi, vợ tôi cười thì thầm nói. Ông xã em rất là number one. Anh không có cao sang nhưng nào ai được bằng anh. Biết rồi. Anh không có lăng nhăng, không hề dối gian một lời. Anh xin thề chỉ có vợ thôi. Có vợ thôi. Hứa nha. Trong thế gian em là tất cả. Ông xã em number one, number one, number one. Ông xã sẽ yêu em hoài kể từ đây đến hẹn sau. Dù cho sóng gió gian lao, tình anh luôn mãi dâng cao. Như là biển lớn sẽ mãi mãi không cạn khô. Ông xã em number one, number one, number one. Ông xã sẽ luôn chung tình, chỉ mình em chẳng cần ai. Ngày mai đời có đôi thai. Em đừng hờn dỗi chớ có nói câu hờn ghen. Ông xã em number one. Tên Nguyễn, em hát tiếng Cambodia thật á hả? Có một cái bản hát tiếng Khmer thật. Và em nhờ bạn của em là phiên âm lại hết thành tiếng Việt. Ban giám khảo sẽ học thêm một số ngoại ngữ để có thể hiểu rõ lời của thí sinh ha. Phải nói là cái bài hát này dàn dựng rất là dễ thương. Chị rất là cảm ơn tụi em ngày hôm nay. Cái bài hát của tụi em mang đến cho cả phim trường một cảm giác rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Và đây là một cái tiết mục giải trí. Yêu cầu phải hay, mà trong cái hay nó phải có sự mới lạ. Thì các bạn đạt được yêu cầu này, một bài hát rất là quen thuộc. Mọi người sẽ rất là chờ đợi Đôn Nguyễn làm gì với bài hát này. Tình huống mới, nhân vật mới, và tất cả tạo nên sự hấp dẫn của cặp đôi hài hước. Các bạn đã làm được điều đó. Nhưng chị đòi hỏi hơn chút xíu nữa. Tụi em chịu khó tập một chút xíu. Tụi em nhiều động tác mà gọi là gây hài. Tại vì em phải biết cái format ngày hôm nay, tụi em hát hay là không phải là điểm chính mà điểm hài. Cho nên phải chi mà hồi nãy dàn dựng thêm một số động tác hài thì điều đó nó sẽ tuyệt vời hơn. Xin chúc mừng phần trình diễn rất là dễ thương của hai em. Kính thưa quý vị các bạn, từ trước đến giờ là chúng ta cùng lắng nghe nhiều những câu chuyện về ông Tơ bà Nguyệt đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần trình diễn rất là ngược đời bởi một ông thầy xe duyên và ông thầy cắt duyên. Và phần trình diễn rất là dễ thương của cặp đôi Quỳnh Trí Khoa, Đôn Nguyễn. Cậu nhỏ ơi! Cậu nhỏ ơi! Cậu nhỏ! Cậu lớn ơi! Cậu lớn ơi! Cậu lớn! Im lặng đi! Thầy đang cúng! Dạ mời cậu! Dạ dạ! Lại cậu nhỏ lại! Nhất bái thiên địa, nhị bái hai cô. Hai cô là gì cậu? Là hai cô đó. Dạ. Anh em giao bái, gia quyến đồng tạ lễ. Ở đây ai nhớ tạ lễ mà đợi? À, dạ dạ, mấy cái câu đó liền liền với nhau á con liệu. Dạ, con đến đây để tạ lễ. Im lặng cho người ta cúng đi. Con tới để tạ lễ. Cúng xong.
Dạ 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 dạ. Sao? Cậu ơi, hôm cậu bữa ơi, là hai cậu cúng cho là có thiên không? Dạ thiên quá, cô linh quá đi. Linh lắm đúng không? Con xin cậu á là nhờ cô cho con có một cái mối duyên. Ừ rồi mà sao? Con có duyên rồi. Có duyên rồi. Không những một mà tới hai duyên lận đó cậu. Quá. Trời đất ơi, ở đây. Dạ, dạ. Linh cô Hiển Linh. Dạ, dạ con lại cô. Trời ơi mừng quá mừng quá. Nhưng mà con chưa có hài lòng cậu ơi. Ủa mắc gì chưa hài lòng? Vẫn chưa hài lòng. Tại sao? Tại vì hai cái mối đó đó, một mối á là con rất là yêu ảnh, ảnh cũng rất là yêu con. Ảnh á là anh Sáu Đại Đằng. Sáu Đại Đằng chủ nhà trọ ngoài kia đó hả? Thằng đó dạ, giàu lắm mà. Dạ đúng rồi, yêu nhau lắm mà chưa nói được với nhau câu nào. Còn một á là cái thằng này á, nó thương con mà con không có ưa nó, là cái thằng Bảy Phong Long. À, là cái thằng nhân viên trong cái lò mổ heo nhà cô đúng không? Dạ đúng rồi, con với anh Sáu á tình trong như đã, mặt ngoài còn e, là tại vì á mỗi lần ảnh tới anh tìm con á, ảnh không có nói được với con cái gì, chưa có tỏ tình được gì hết trơn á. Ủa sao lại không tỏ tình được? Tại vì thằng Bảy á mỗi lần ảnh tới cái nó cầm con dao, nó cầm cái đồ mài, con mắt nó liếc như vậy nè, nó mài vào, mặt nó đầm đằng sát khí, thì làm sao tụi con nói được cái gì? Khổ lắm cậu ơi, thiệt ra đó cậu, con muốn đuổi việc nó dữ lắm, nhưng mà bây giờ tự nhiên cái mẹ nó lăn đùng ra bệnh, nằm ở một chỗ không có động đậy gì hết, cấm khẩu không nói chuyện được luôn. Bây giờ mà con đuổi nó là nó thất nghiệp, nó không có tiền nuôi bệnh mẹ nó, là con ác đó. Con ác lắm, con đừng đó, làm đó, chuyện đó, đừng làm. Con hãy để hai cậu. Hay à, gì vậy cậu, gì vậy cậu? Cái này không phải là tại vì thằng Bảy Phong Long đâu. Sao vậy cậu? Nghiệp nặng quá nè. Trời ơi, dướng nặng lắm cậu ơi. Con bà đang bị vong âm theo phá. Trời ơi, con làm gì mà có người âm theo con hả cậu? Trời ơi, nghiệp bà nặng lắm. Người đâu mà người, vong heo. Vong heo theo con. Nó oán hận bà nha. Dạ. Tại vì bà mổ tụi nó, nhưng mà cái này cũng vì mưu sinh thôi. Dạ đó, đúng rồi. Bây giờ phải tạ lỗi với nó bằng cách cúng cúng cầu siêu cho mấy con heo đi. Cúng đi, cúng liền đi. Cúng cầu riêu cho heo. Rồi sau đó đó mình mới cúng cắt duyên phàm. Ừ. Là cắt thằng Bảy Phong Long ra, là lúc đó là bà sẽ tự nhiên bà đến với Sáu Đại Đàn không cần ai hết á. Vậy là cầu siêu giống heo. Ừ. Với lại cắt duyên phàm. Ừ. Hai lễ. Ừ. Bao nhiêu tiền lễ vậy cậu? Tiền như cũ à. Như cũ mỗi lễ 5 triệu, 10 triệu lắm hả cậu? Bây giờ cúng không? Cúng không? Cái cúng. Mặt đấy như con kangaroo, cái răng như răng ngựa rồi. Ừ. Ế cả đời rồi, bây giờ có hai mối duyên phải biết chụp liền. Đó. Cúng hả? Cúng không dòng heo ra nữa đó. Mà nhiều tiền quá, làm sao mà 10 triệu lận á? Giống heo. Giống heo, giống heo. Vậy thôi bây giờ vậy nè, cứ để cho mấy cái giống heo này nó theo nó ám nha. Dạ thôi, dạ nó thôi. Ám cả đời. Dạ dạ. Ở đây nó có linh cô người dạ, ta đỡ rồi. Dạ là con lại cô. Dạ con về con lấy đồ lễ con cúng liền. Dạ, dạ, dạ con cúng liền. Ý trời ơi. Nghe nè. Trời ơi, vậy là mình có 10 triệu. 10 triệu mình làm cái gì ta? Mình làm cái gì? Mình làm... À, mình biết rồi. Tôi đi trồng răng. Được không? Nha. Biết có cúng được không? Mà bày đặt đi trồng răng. Cái gì vậy? Thì mấy cái mối trước mình cúng đại đi, được hay không là chuyện của người ta, hên xui. Bây giờ đã một khi cúng là phải được. Sao được? Hên xui làm sao biết được hay không được? Bà đã dâng mở tới miệng mèo rồi. Bây giờ cái mối tình của bà đang vướng phải thằng Bảy Phong Long. Chỉ cần cắt cái thằng Bảy Phong Long là mối tình này thành, bà sẽ cúng tạ lễ cho mình nữa, mày hiểu không? Hiểu cậu 13, rồi. Cậu 18 ơi. Ủa đâu ra lẽ vậy? Tao nhắn tin cho nó nãy giờ, từ cái chỗ mà mày đang nói chuyện với bà là tao hẹn nó tới rồi. Trời ơi. Nãy liền chứ con. Cậu 13, cậu 18. Nhất bái thiên địa, bái hai cô. Ủa hai cô là gì cậu? Là hai cô đó. Ừ, dạ dạ dạ. Anh em giao bái, gia quyến đồng tạ lễ. Ai chết tạ lễ? Cậu cậu, nay nay tự nhiên là kêu con qua đây làm gì cậu? Kêu qua làm gì cậu? Nè, má mày ở nhà bệnh lâu chưa? Được rồi. Sao hai cậu biết má con bệnh hay hai cậu? Má bệnh bị cấm khẩu luôn đúng không? Trời đúng rồi, cậu cậu cậu, má con dạo dài bệnh, bệnh lắm cậu, nói năng không lường cậu. Buồn lắm cậu ơi.
Giờ hai cậu làm ơn giúp con đi hai cậu. Linh cô Hiển lên báo cho tao biết là má của mày ở dưới quê đang bệnh. Dạ đúng rồi cậu, bệnh lắm rồi. Tại vì mày đang vướng phải một cái mối tình tay ba mà không có lối thoát nữa đúng không? Trời ơi, sao hai cậu hay cái gì cũng biết vậy? Hai cô Hiển Linh ứng về xác của hai cậu khai khẩu nói mày đang dính về một mối tình tay ba. Mày phạm cái điều giới kỵ, không chỉ kỵ với mày, kỵ với người yêu của mày, mà bây còn giờ... kỵ với là người trong gia đình của mày. Bây giờ á, mày với người yêu mày mà một hai tới với nhau là sẽ có đại nạn. Từ lúc mày yêu là má mày đã bệnh rồi nghe. Thôi cậu ơi cậu, bây giờ trời, con yêu dữ lắm rồi, bây giờ mà con bắt con bỏ là con chết liền tại tay. Bây giờ mày quen là má mày chết nữa đó. Thôi bây giờ cậu làm ơn rồi thầy bà nói chuyện kỳ, trời thầy bà giúp ta chứ. Chứ bây giờ nè, coi như cúng nè, coi như là qua đây là bao nhiêu tiền dân hết nè. Thầy bà cái gì? Hai cậu là người phàm, muốn gì phải xin hai cô. Xin hai cô hả? Ủa bây giờ xin hai cô mà trước tiên là con đặt tiền, cho con đặt tiền đi để làm niềm tin cậu nha, đặt tiền nha. Đó có giờ đặt. Bây giờ là con có 10, con có 3 triệu trong người nè, con đặt cậu hết luôn nha cậu. Ủa 3 triệu làm được gì? À ở ngoài kia con còn 8 triệu nữa là 11 triệu đặt hết luôn nha cậu. Nè tiền nè cậu, tiền. Tiền cậu. Linh cô ở trên đó kìa, muốn thì dâng lên cho Linh cô. À biết rồi. Cô đi. À tiền nè hai bà nội lấy đi. Trời ơi. Đáng giúp đỡ tôi nha. Trời ơi. Ơi, Linh cô ở đây linh lắm nha. Cái chuyện mà dâng lên không phải muốn nói là nói nghe. Nghe. Giờ phải sao? Phải cung kính đàng hoàng. Sao giải đâu? Thích đi. Em nói nghe nè. Dạ. Mày làm như mày vô cái miếu này mà không chưa biết huyền sử của hai cô đúng không? Huyền sử hai cô sao cậu? Tao nói mày nghe, ngày xưa hai cô đẹp lắm. Dạ. Nhưng mà hai cô bị phụ tình. Dạ. Ừ, hai cô buồn bã quá, hai cô mới rủ nhau đi trong vũ trường chơi. Ừ, dạ. Đi vũ trường chơi, cô uống rượu, cô nhảy quá trời luôn. Cái sau cô bước ra khỏi vũ trường biết làm sao trúng gió chết Hiển Linh. Hay quá rồi. Công nhận luôn, bà cô về hay quá rồi. Cậu, nhưng mà bà để cậu chửi một cái. Dạ, gì? Chuyện quyền sử của hai cô mà nó kể như chuyện cười vậy đó. Nè, cô về cô giật nha con. Dạ cậu, nhưng mà giờ giúp con đi. Bây giờ như vậy, cậu sẽ xin hai cô dạ. Cúng thử cho con coi làm sao. Chứ dạ. Thiệt ra là hai cô chỉ kêu con tới là cắt mối duyên thôi. Dạ. Ai về đâu bây giờ con muốn cúng thì để cậu hỏi. Dạ. Nhưng mà bây giờ nè, nếu mà có tới thì cũng phải biết về cái chuyện cúng kiến ở đây nó là vậy, hiểu dạ, không? Sao cậu? Đây là cô 1 nè. Dạ cô 1. Đây là cô 2 nè. Dạ cô 2. Cô 1 có lớn hơn cô 2, hiểu không? Lớn hơn cô 1 với cô 2 á là về ứng lên hai cậu. Dạ. Ở đây á cậu là cậu 13. Dạ 13. Đây là em cậu là cậu 18. 18. Ở giữa cậu với em cậu là còn có cậu 14, cậu 15, cậu 16 với... cậu 17. Không, chị cô 17, em cậu chị của này. À dạ. Ừ. Rồi. Thì á ở đây linh lắm. Cô một có ứng về á là cô ứng về cậu 18 chứ còn cô không có ứng về cậu 13. Mặc dù cái cô 1 á lớn hơn cô 2 nhưng mà cô 1 ứng về cậu 18 là tại vì cậu 18 nhỏ hơn cậu 13. Tại sao không ứng về cậu 13 mà lại ứng về cậu 18 trong khi cậu 18 nó nhỏ hơn cậu 13 đúng không? Nhưng mà cái cô 2 có nhỏ hơn cô 1 mà cô lại về cậu 13 chứ cô không về cậu 18. Mặc dù á là cái cô 2 nhỏ hơn cô 1 mà cậu 13 lớn hơn cậu 18. Cậu nói cái gì vậy? Cậu nói thì con không hiểu gì cả, cậu đừng nói gì nữa, nói chung cậu cứu chồng con đi. Bỏ đi về đây cậu ơi, cứu chồng con đi. Cái bài cũ ai về đâu mà bây giờ lòi ra được thêm 10 triệu nữa kìa. Ồ, vậy thì tôi hiểu ra vấn đề rồi. Nè, cái lần này tôi không có thua anh đâu nha. Lần này tôi phải giỏi hơn anh. Bây giờ chúng ta đã có 10 triệu của cái bà kia với 11 triệu của cái ông mổ heo này, gộp lại là 21 triệu. Vậy thì chúng ta phải làm cái trò này. Chúng ta phải trích làm sao cho thằng Sáu văng ra để cho hai người tới với nhau. Đó, thấy giỏi không? Quá trời. Trời giỏi quá. Trời ơi, 18 ơi. Thấy không? Thông minh dễ sợ luôn. Ừ. Alo, cậu nghe. Sáu Đại Đằng hả? Tới rồi hả con? Tới rồi, mở cửa vô nghe. Ủa sao nó biết nó tới vậy? Nãy giờ lúc mày kể quyền sử hai cô là tao làm cái vụ này rồi. Trời. Cậu ơi, con tới nè cậu ơi. Bổn củ soạn lại. Dạ, con chào hai cậu. Nhất bái y điệu, nhị bái hai cô. Dạ. Là hai cô đó, khỏi. Ừ. Anh em giao bái. Dạ quyến. Dạ quyến không cần tạ lễ nha. Ừ. Dạ. Cái xóm này nó có một bài hả? Dạ cậu. Sáu Đại Đằng. Dạ, con không biết là kêu con qua gấp có chuyện gì không cậu? Cái mối tình ngoan trái của con với lại người yêu con và người thứ ba đang đi tới đâu rồi? Làm sao hai cậu biết vậy? Hai cô Hiển Linh ứng về hai cậu khai khẩu
nói con đang vướng vào một cái mối tình ngang trái. Mối tình này là một thảm họa. Là bởi vì sao? Bởi người thứ ba sẽ ôm hận mà giết hai đứa, sau đó tự tử chết luôn. Trời đất ơi, cái chuyện này đó nha, là con giữ kín bí mật không cho ai biết. Trời ơi, con đâu có ngờ là hai cô đầy linh như vậy. Bây giờ hai cô đã xây điểm về cho hai cậu, nói rằng sắp có một cái đại nạn máu chảy thành sông ở trong cái làng này từ cái mối tình của con. Vậy hả cậu? Và mạng của con nếu như tiếp tục quen với cái người yêu đó thì chắc chắn rằng con sẽ chết trẻ. Trời ơi. Số của con là số canh cô mồ quả. Hai cô đã nói rồi. Cho nên bây giờ á, cậu giúp đời bằng cách con hay về con chia tay với người yêu của con đi. Đừng níu kéo làm cái gì. Vậy thì con mới giữ được cái mạng của con hiểu không? Tại sao mà tình duyên của con lại trắc trở như vậy? Trời ơi, sinh con ra đẹp làm chi? Bây giờ khổ nè trời. Ê, nó dễ còn hơn tụi mình á. Nó dám kêu nó đẹp đó. Bây giờ như thế này nè con. Dạ sao cậu? Biết là chia tay nó phải đau. Dạ. Nhưng mà hai cô đã nói như vậy rồi thì bỏ qua đi nghe, để buồn cho cái cặp kia nó tới với nhau đi. Mình không có hợp, đừng níu kéo. Không, con không bỏ. Tại sao con phải bỏ chứ? Làm ơn hai cậu giúp giùm con đi. Bây giờ hai cô đã biết rồi thì hai cô chắc chắn sẽ biết cách giúp. Con sẽ cúng cho hai cô ha. Bây giờ đi gấp quá, con không mang theo tiền gì hết trơn. À, có vàng nè. Trời ơi, vàng này là 5 chỉ, cái này 5 chỉ nè. Còn cái chiếc này là 3 chỉ. Còn cái sợi dây chuyền con không biết ra bao nhiêu, nhưng mà con tính tổng cộng á cũng 1,5 lượng. Giờ hai cậu giúp giùm con đi. Dạ. Alo, Bảy Phong Long hả? Alo, cậu. Bây giờ nè, nói chung là nãy cậu có gieo quẻ rồi, hai cô không có đồng ý. Hai cô quẻ sắp không à, chứ không có quẻ nào quẻ sắp quẻ ngửa hết. Cho nên hai cô không có đồng ý mối tình này tới không được. Đừng có qua cúng nữa nghe con. Con đốt tiền rồi không, cậu không, ơi, đừng cậu, qua nữa. Sao rồi cậu, được không cậu? Rồi, cúng liền con dạ, ơi. Dạ, từ nãy giờ con lại thành tâm lắm á, con lại mà muốn có cơ bụng luôn á cậu. Đây nè. Dạ. Bữa nay con hên lắm, con vô đúng ngay cái giờ thanh long. Dạ. 3 năm sau mới lo có lại cái giờ này. Bây giờ, cái giờ này có thể dâng lên cho hai cô được hay không được, hai cô cho biết liền. Dạ, 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 để vô đó liền, cúng liền con. Dạ, giờ cúng liền. Cúng liền, cúng liền. Nhưng mà con bận đồ không có lịch sử. Để con chạy về nhà. Con chạy nhà thay đồ ha. Không được, chạy đi vô luôn. Có cái bộ đồ của tao, cậu đi vô luôn. Để vàng lên đây. Đi vô nhà, đây. Đi vô luôn. Chạy vô. Trời ơi, vô đi giật đồ vậy trời. Ê trời ơi, bữa nay làm cái gì mà mình hên quá vậy? Tao rối quá. Tự nhiên đuổi nó thôi. Bây giờ có thêm 1 lượng rưỡi vàng. Chứ 10 triệu bà kia. Bây giờ tính sao tao rối. Quyết cái thằng Bảy đi thôi bây giờ. Kệ nó, cúng cái này xong rồi về mình tác động như thằng Bảy cho nó văng. Thôi là xong. Đụng Bảy đúng không? Đụng Bảy rồi. Rồi, tao hiểu rồi, Kỳ này là có tiền. Dạ. 1,5 lượng tao cho mày chồng răng vàng luôn. Cậu lớn ơi, cậu nhỏ ơi, cậu lớn ơi. Trời ơi, cậu ơi. Cậu, con mới vừa nói với cậu thôi. Con về con chuẩn bị đồ lễ chưa cúng gì hết. Không biết hai cậu ở đây làm cái gì mà cái thằng Bảy Phong Long á nó xin nghỉ việc rồi. Linh cô hiện linh. Dạ, con hỏi nó chuyện gì, tại sao nó không nói gì hết, nó khóc rấm rứt, nó cuốn đồ nó đi luôn rồi cậu ơi. Linh cô hiện linh. Dạ, con lại cô. Cậu ơi cậu, con có thay đồ xong nè cậu. Rồi mình làm đi cậu, mình làm liền đi. Anh Sáu Đăng. Linh cô hiện linh. Dạ con ba, lại ba đầu. Anh ơi, bây giờ em tự do rồi. Hả? Anh muốn nói gì với em, anh nói đi anh. Anh lắp bắp, anh không nói được, anh bối rối phải không? Hả? Để em ôm anh lấy sinh khí nha anh. Em ôm anh rồi nè, anh nói đi anh. Nói cậu đi ơi, anh. Trả tiền lại cho con đi cậu ơi. 8. Tại sao 8 lại yêu ông Đàn? Anh đừng khóc, tôi không yêu anh. Tôi yêu bà nào bà nội? Hả? Bà biết điên hả? Tôi yêu anh Đàn mà. Trời đất ơi, em đừng có ghen. Anh tới đây á là muốn cắt duyên với bà này, xe duyên với em. Còn em á tới đây á là để xe duyên với anh.
Trời ơi, trời ơi, sai đã thiếu mà tụi nó còn yêu nhau. Vậy thì cô cúng cái gì? Hả? Mấy cậu cúng cái gì? Khoan, từ từ cái khoan cái vụ này còn gỡ được, còn gỡ được. Tính lại, tôi chỉ cho gỡ. Gỡ sao? Gỡ miếu ổng kìa. Ai? Ôi, dữ quá hà. Từ suốt chương trình tới bây giờ, hai bạn lúc nào cũng rất là đứng làm chủ. Tôi đã từng khen rồi mà. Khen hai bạn đó chủ là những người diễn với mình thường là lép vế. Mà hôm nay tiếc con cái là mấy bạn nó diễn tốt quá. Mà không phải là tốt diễn hay bạn đâu. Cái nhân vật, cái tình huống đưa đẩy vào để cho khán giả xem ta cười. Thì hai bạn chỉ là người dẫn chuyện thôi. Dẫn chuyện ở chỗ giữa mối tình đa ba. Có lẽ là những nhân vật mà mời cũng là những người bạn rất là thân. Cho nên các bạn rất là gọi là tình hữu nghị á. Nhường đất. Nhường đất cho những người đều có những cái mảnh đất riêng rất là tốt. Và đáng ra cái nhân vật các bạn là cho các bạn nó đóng là được rồi đó. Các bạn sẽ làm một trong ba cái nhân vật khách mời đó. Thì cũng sẽ rất là nổi. Riêng chị thì chị lại thích cái đề tài này. Từ hiện tại đừng có nghĩ đề tài này nó cũ. Hiện tại vẫn còn những người rất tin vào mê tín như vậy. Như nãy anh Bạch có nói là nếu như tụi em diễn một trong ba nhân vật đó thì thấy cũng hơi tiếc. Tại vì chưa chắc người nào đứng cái sườn mà để dẫn chuyện được như là Tiến Khoa. Ngày hôm nay rõ ràng là hai bạn cùng màu, chọn cái tiểu phẩm và nhân vật cùng màu. Nhưng cái thông minh ở chỗ là hai người mặc đồ khác màu. Đương nhiên cái tiết mục này nó không có phải là cười dữ dội đâu. Tại vì hai em đã nguyện làm cái xương sườn, xương sống cứng rồi. Còn tất cả những cái tỉa cành là do các bạn trợ diễn. Thì được cái này phải mất cái khác. Được tiếng chung một cái vở hay, một cái vở sâu sắc, một cái vở phản ánh xã hội hiện nay. Lúc nào cũng phải nhắc hoài vấn đề này. Vấn đề này nó cũ nhưng mà người ta cứ bị lặm hoài. Thì điều đó cũng tốt thôi. Xin cảm ơn những lời nhận xét từ phía hai cặp đôi giám khảo. Phượng. Những chiếc gió xe chờ đầy hoa phượng. Chào. Mới ra hả? Cầm là tuổi 18. Những chiếc gió xe chờ đầy hoa phượng đợi. Ba chấm. Ba chấm là gì vậy Đen? Là ngủ yên. Ngủ yên gì vậy? Đơn giản. Để không ngồi. Đen kỳ quá hà. Phượng, hả? Với không gian lãng mạn như thế này, chúng ta hãy cùng nhau dạo một vòng để tâm sự nha. Đen đi đâu vậy? Đi lấy xe. Dạ, cảm ơn chú. Đi Phượng. Lên đi. Phượng trèo lên nha. Ừ. À không. Đi nha. Phượng ơi. Hả? Đi xe đạp chứ phải xe đò mà ngồi băng cuối vậy em. Để Phượng xích lên. À, nhúng dữ vậy? Đường sốc quá. Trời ơi, tưởng tượng tới quá. Mình đi tiếp nha. Chết rồi Phượng ơi. Hả? Đường này đường một chiều cấm xe đạp em ơi. Đi quay lại đi. Vòng lại nha. Đen ơi. Hả? Mình đi đường khác được không? Ủa sao vậy? Đường này đẹp mà. Đường này không ai nhìn thấy mặt Phượng. Ủa? Vậy vòng lại trên đường ơi. Tới rồi đó. Phượng à. Đang làm gì vậy? Chống tay lên xe đạp á. Tưởng tượng sâu quá à. Như vậy mới vừa với Phượng chứ. Chà. Cái gì vậy Đen? Thằng kia lấy chiếc xe đạp của Đen luôn rồi. Nhưng mà thôi bỏ qua chiếc xe đạp nhảm nhí đó đi. Phượng à. Phượng biết là Đen thích Phượng đúng không? Ừ. Mấy cho hôn cái được không? Thôi. Cho hôn một cái thôi mà. Thôi.
Một cái thôi. Thôi. Sao vậy? Một cái không chịu, hai cái mới chịu. Trời. Kỳ quá ha. Trời ơi, mày tưởng tượng hay quá Đen ơi. Tưởng tượng hay kia tao làm gì nữa? Không phải đâu, cái đó là tưởng tượng thôi, ông hiểu không? Tôi mà gặp Phượng thì tôi nói không được một câu nào đâu. Không có giống như Phượng Phương dễ giờ là ông nhìn thấy đâu, tôi nói thiệt á. Mày nhát gái, sao mày cua gái? Tôi không biết nói sao nữa, mỗi lần gặp Phượng là tôi như con gà mắc tóc, tôi nói không được gì hết trơn á. Tôi mới kêu ông ở đây giúp tôi á. Tôi phải làm sao cho Phượng hiểu cái tấm lòng của tôi nè. Bây giờ thời này cua gái phải có kỹ thuật, hiểu không? Có. Con gái bây giờ nó không thích cái gì đơn giản đơn điệu quá đâu. Mày phải diễm lệ lên, ngôn tình lên, lãng mạn lên. Mà muốn như vậy mày phải soái ca lên. Ủa chứ nhìn tôi không ra chất soái ca à? Đâu mình làm sao soái ca đâu. Xem nè. Khi mà tôi gặp Phượng, tôi sẽ vuốt tóc tôi. Đó đó, ít ra phải như vậy đó. Nhìn thẳng vào mặt Phượng, tôi ngốc ngốc ngốc. Cái đó là chó sói, không phải sói ca. Khó quá à, thôi thì tao không biết, làm màu thôi. Mệt mày quá. Mấy ông chỉ đi kêu ra giúp tôi mà không cứ nói hoài. Bây giờ thầy chỉ nè, bây giờ nói mày dốt lắm, khờ lắm. Làm mày cũng không có tưởng tượng được. Tao thực tập cho mày luôn. Sao? Làm thiệt đợi nha, tao tưởng tượng ra Phượng ngang. Anh Đen, bữa nay anh Đen hẹn em ra, có gì muốn nói không? Phượng hả? Phượng nè. Đen hẹn Phượng ra đây là để Lan nói là Đen đi về nha. Trời, mày gặp tao mà nó đi về. Ba nhìn ba xấu giả mang luôn á ba. Ba xấu có đặt cọc trước luôn á, thiệt xấu thấy sợ luôn á. Bây giờ mày phải tưởng tượng lên, tao biết tao là không có đẹp được, phải tưởng tượng. Làm lại đó. Rồi. Anh Đen có gì muốn nói với em không? Phượng à. Sao nè? Bị hô lâu chưa? Đau hô. Tao không có đi niềng răng, tao để dành tiền tao chữa bệnh vô duyên cho mày. Trời ơi, sợ mày thiệt đó. Ôi nói thiệt với ông luôn á, ông làm Phượng tôi không thể nào mà chấp nhận được luôn á, cái hình ảnh này luôn trong đầu tôi thiệt á. Mày mặc định là tao đẹp đi. Bây giờ này làm ơn, nó dịu dàng thức tha xí đi, nhìn thấy ghê quá hà, dịu dàng thức tha xí đi. Lại nè. Đen. Phượng à. Bây giờ thôi, bỏ đi, không làm đâu. Mày tưởng tượng tao đẹp đi. Có nghe nè, Phượng gần ra rồi, đừng có tưởng tượng nữa. Bây giờ gấp lắm rồi đúng không? Làm luôn đi. Làm luôn hả? Mày làm như tao nói không? Có tao chỉ mày giải thủ hết chưa nè. Rồi. Thơ nè. Rồi. Hát là cái gì mà bất chấp hết yêu nhau đó. Rồi cái bài đó tôi biết. Thì bao nhiêu chiêu trò mày xấu hết cho tao. Rồi. Nhớ nha. Rồi. Tao phía sau này nè. Tao yểm trợ làm hậu phương cho mày. Cảm ơn. Anh Đen ơi. Làm đi nha. Đen. Đúp. Đen. Đen. Phượng. Kêu tôi ra đây có chuyện gì vậy? Sao Phượng ra lâu vậy? Thì tại tôi phải mượn chuyện ở nhà xong rồi tôi mới ra đây được chứ. Thật sự là tôi để ý Phượng lâu rồi. Bà con vậy? Hàng xóm người ta cũng nhìn, người ta cũng nói tụi mình xứng với nhau đó Phượng. Vậy hả? Ai cũng nói hết tụi mình rất là xứng với nhau. Người ta nói hai đứa này là cá mè một lứa hay là đó. Gì? Đang nói gì vậy? Ý là hai đứa xứng á, hai đứa bằng nhau, hai đứa một cặp á. Tào lao đi con, vô vấn đề chính đi con. Được rồi. Mình vô vấn đề chính nha. Thì đang nói đi. Đứng chờ xí đi. Đi đâu ạ? Đứng chờ xí đi. Là nắm tay nàng chỉ lên bầu trời làm thơ. Phượng à, đưa tay đây. Nhìn kia. Mặt trời hôm nay sáng quá. Cho đang hôn lên má. Đen, kỳ quá à.
Đó, 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 vô rồi, đó, vô tiếp. Mặt trời hôm nay mới nhú, cho đèn hôn lên. Đang nói cái gì vậy? Hả? À? Tôi đi về à? Phượng, Phượng đừng có về. Tao cho mày nhú, nhú ha. Phượng, 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 chờ tôi xuống đây. Đi về á? Lâu lâu rồi, chạy đi, chạy đi, tôi xong rồi, tôi xong. Trời ơi, mày khùng quá. Mày khùng hả? Mà khùng hả? Gì? Trời ơi, con điên. Con điên. Gì? Mày chửi tôi hả? Mày làm cái trò khỉ gì vậy? Cái gì? Trò khỉ quá. Hả? Hả? Trò khỉ quá đi. Đi chọc ghẹo tôi đúng không? Được rồi, đen quá đen lắm. Tôi đi về. Thôi, quay lại. Nè thôi, dẹp luôn đi, dẹp luôn đi, khỏi làm nghị khổ cô gái đi. Coi như đó là cũng xong là sao? Đơn giản quá mà. Mình đừng có nhìn nó cái gì hết mày nè. Mày cua con Phượng đúng không? Đơn giản thôi. Tại nắm lấy tay Phượng. Phượng, anh yêu em. Em có yêu anh không? Như vậy thôi làm không được mày. Đó, làm tiếp đi. Cái gì vậy ba? Ba làm cái gì vậy ba? Ta xin lỗi. Ta kiềm chế không có nổi. Ê Phượng, coi như chưa thấy gì nha Phượng. Anh Đen, cái gì đây? Anh Bạch, anh bước ra đây đi. Hả? Phượng ơi. Anh đang làm trò gì vậy? Hả? Tôi ngậm rơm nè, không thấy nè. Ai bày ra cái trò này? Không phải đâu, tại vì tôi thương Phượng, tôi muốn bày tỏ cái tôi dành cho Phượng, nhưng mà tôi không biết nói sao, tôi mới giờ. Thương thì nó cứ nói là thương, mắc gì phải làm mấy cái trò này? Tại vì tôi... Anh Bạch, anh bày ra mấy cái trò này làm gì vậy hả? Nó muốn cua Phượng thì tôi bày trò cho nó cua Phượng đó. Nhưng mà sao anh biết tôi thích những cái trò này? Thì tôi thấy con gái bây giờ thích gì ngôn tình lãng mạn thì tôi tưởng đâu Phượng cũng thích. Anh sai rồi, con gái á chỉ thích cái gì mộc mà chất phát mà thôi. Anh Đen á trước giờ á là người thật thà, không có biết mấy cái chiêu trò này đâu. Vậy mà anh chỉ cho anh chi vậy hả? Còn anh nữa, anh coi lại mình đi. Anh nói anh hiểu con gái lắm hả? Vậy anh hiểu tôi cái gì? Nãy anh nói cái gì? Anh giỏi anh nói lại coi. Nãy tôi nói á là anh yêu Phượng. Phượng có yêu anh không? Có. Tôi thương anh á. Anh có biết á hả? Mỗi lần á ra quán nước của bà Tám á hả, nhìn thấy hai người là tôi cười với anh không? Mà anh không có cười với tôi. Anh để anh Đen cười với tôi không à? Mà tôi đâu có muốn anh Đen cười với tôi đâu. Tại vì tôi đâu có thích ảnh. Nhưng mà tôi không có dám nói thẳng mặt ảnh. Tại vì tôi sợ ảnh buồn. Ủa chắc bây giờ không buồn đâu. Còn bây giờ tôi nói tôi thích anh á. Thích sao giờ mới nói? Ủa? Người ta con gái, người ta mắc cỡ ai mà dám nói. Nghe nè, cái gì? Thôi đi, để tao nói chuyện. Thì giờ tôi cũng nói là tôi cũng thích Phượng á. Vậy sao không nói với người ta? Tôi cũng mắc cỡ, tôi không dám nói. Thì phải nói mới biết người ta thích được chứ. Đưa cái mặt ra đó đi. Con nít con nôi. Người ta đang nói chuyện mà. Không mấy giờ mình cũng biết về đó. Cái giờ Phượng về nhà ngủ nghỉ đi. Ngày mai tôi qua tôi chở Phượng ra chợ ăn chè. Vì mình chính thức hẹn hò với nhau. Vậy tôi chờ mấy người ngày mai á. Tôi đi về. Về cẩn thận á. Ê. Gì? Không được, không an toàn đâu. Tôi dắt Phượng về. Hi hi, mãi yêu. Đồ ngốc. Ê, kêu anh Đen về đi, nãy giờ anh đi đâu vậy? Nó đi chơi rồi. Thôi kêu anh về đi. Ê, mình đi mình kiếm nó nè. Anh Đen ơi. Đen. Đen. Đen ơi, đâu rồi? Đen ơi. Đúng là tình yêu không có lỗi. Lỗi là ở thằng bạn thân. Một vở kịch rất dễ thương mà ba bạn cũng đã làm rất tốt phần của mình. Đó là ý kiến của Đình Toàn trong ngày hôm nay. Nhưng không biết ban giám khảo sẽ như thế nào. Mời chị Việt Hương. Cái tứ này thì rất là cũ rồi đúng không ạ? Rất là nhiều người làm. Nhưng quan trọng là các bạn làm hợp lý. Ba bạn diễn nhẹ nhàng, không có lên gân lên cốt gì. Tiếng cười đem vô nhẹ nhàng như ngôn tình vậy. Hôm nay các bạn quá thành công, không còn lời gì để nói nữa. Duyên của các bạn đã tràn hết rồi. Đúng như những gì chị Hương nói, ý tưởng cũ không bao giờ là vấn đề khi chúng ta thực hiện nó bằng một cách mới nhất có thể. Luôn luôn là như vậy. Và các bạn vừa làm cái điều đó một cách vô cùng xuất sắc và tinh tế. Một câu chuyện chỉ có ba con người mà làm một cách rất sắc sảo,
tôi thích tiểu phẩm này. À, My ấy đây, My cười rất là nhiều và My xin chúc mừng các bạn. Hôm nay các bạn đã đem rất là nhiều tiếng cười cho khán giả. Phải nói là một tiểu phẩm rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ sẽ là điểm số của giám khảo chúng ta. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương, 9.5. Số điểm từ giám khảo Trấn Thành, 10 điểm. Số điểm của diễn viên Khánh My sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Còn bây giờ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Và điểm số của 100 khán giả dành cho đội dí dỏm đêm nay của các bạn là 9.6 điểm. Xin chúc mừng đội dí dỏm. Quý bà con, cô bác thân mến, những câu chuyện tình yêu, đặc biệt là những câu chuyện ngôn tình, luôn luôn là đề tài hấp dẫn mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục một câu chuyện ngôn tình như thế. Một câu chuyện ngôn tình sẽ đến từ... Gì? Anh cho em hỏi cái anh ấy. Hỏi đi em, gì? Bờ sông đâu vậy anh? Bờ sông hả? Dạ. Đây, phía kia, chỗ cái mảng đỏ đỏ, dạ, bờ dạ. Sông phía đó. À. Dạ, cảm ơn anh nha. Em đi về nơi tình yêu bắt đầu đây. Nghe nè. Dạ. Đi về phía bờ sông mà về phía nơi tình yêu bắt đầu là sao? Em đi tự tử. Cái gì vậy, gì vậy? Trời ơi, tại sao lại tự tử? Giờ chị hỏi anh nè, thất nghiệp hổm rài rồi. Xin việc hoài không ai cho hết trơn nè. Bây giờ là tiền ăn, tiền uống, tiền nhà trọ, đủ thứ tiền hết trơn. Trời ơi, bây giờ đi tự tử chứ sao giờ anh? Bình tĩnh, bình tĩnh. Em nghĩ sao, nếu mà mọi người ai cũng không vừa lòng đều có thể đi tự tử là tới giờ này là dân số là tuyệt chủng hết rồi em. Chứ giờ tuyệt vọng quá anh ơi. Mọi phải từ từ, cái gì cũng có cách để giải quyết, hiểu không? Quan trọng là mình bình tĩnh, mình suy nghĩ. À đây nè. Gì vậy? Trời ơi, báo chí nè, đó, đăng tin kiếm việc làm nè. Tại sao không cầm, không đọc, không kiếm việc làm mà tiếng chưa gì đi tự tử là sao? Nãy giờ em mới đọc trang đầu rồi, trang này em chưa có đọc. Trời ơi, ông rảnh quá ha. Rồi đó, là bây giờ có yên tâm chưa? Tìm trong đây có rất nhiều cơ việc làm, rất nhiều tờ báo khác nhau. Từ từ mà tìm. Dạ, vừa nhìn vô thấy liền nè anh ơi. Gì vậy? Anh ơi, cảm ơn anh, em đi xin việc làm đây. Em chưa kịp nói cái mục mà nó chỉ vô là tuyển tiếp viên nữ. Sao mà nó đi được vậy ta? Bây giờ cần phải bình tĩnh xem câu chuyện ngôn tình của đại gia đình. Xin mời. Có ai chổng không? Bước căn nhà thấy lạnh cẳng dữ vậy trời. Có ai không? Em tới xin việc nè. Anh tới xin việc hả? Dạ. Tôi nhận anh. Phải người không? Tôi hả? Anh thấy tôi có bóng không? Dạ chị ơi, nếu chị nhận em á là dạ em mừng lắm á chị. Bây giờ chị muốn em làm cái gì em có làm cũng được hết á. Dạ em cảm ơn chị. Làm nhiều. Chồng trong vòng một tiếng. Chị em về. Đứng lại. Sao anh bỏ việc? Dạ chưa biết yêu sao biết làm chồng. Anh chê tôi xấu đúng không? Có thể. Vậy là anh cũng thiếu bản lĩnh. Anh cũng tầm thường như những người đàn ông khác. Muốn vợ đẹp, con ngoan. Xin lỗi chị nha. Vợ đẹp, con ngoan ai cũng muốn. Mà tôi ghét nhất là ai nói tôi là không có bản lĩnh đàn ông nha. Được, tôi quyết định làm chồng của chị. Ký hợp đồng. Ký. Trong vòng một tiếng này, anh không được đụng vào thể xác của tôi. Nếu mà bỏ ngang việc, không được lãnh lương. Trời luôn. Xong chưa? Sao? Làm đi. Làm gì? Thì làm chồng. Không cho đụng vô cơ thể, sao làm hay là kêu làm chồng? Anh nghĩ làm gì? Thì làm chồng chị phải nói tôi mới biết tôi làm cái gì chứ. Tôi kêu anh làm chồng mà. Thôi được rồi. Giờ làm chồng nè, đi làm về xong nhậu, xỉn, ngủ. Ê, làm chồng hay làm cha? Chị gì vậy? Chứ chị muốn làm gì chị nói đi. Tôi muốn anh làm cho tôi hạnh phúc nhất. Tưởng chuyện gì, không nói sớm đi. Dễ ẹt.
bà xã anh làm gì đâu nè, bà xã ơi. Ông xã đã về. Bà xã ơi. Ông xã. Bà xã. Bà xã tôi number one, number one, number one. Bà xã tôi number one, number one, number... Úi da. Cái gì vậy? Có nhiều hát hoài hả? Thuộc nhiều ta hát nhiều. Anh có một tiếng thôi đó. Làm lại. Quýnh hoài ha. Úi da, ấy là mày, mày hả mày, mày hả mày hả mày hả mày giỡn tại tao, mày hả mày hả mày, mày hả mày, mày hả mày. Ủa, anh bị sao vậy? Đi làm về, thằng kia nó chê em xấu, nó sỉ nhục em, anh đè xuống đó anh quýnh. Nó giọng anh bầm con mắt. Trời ơi, tôi hạnh phúc quá. Tiền em ơi, tiền, chưa tiền. Chưa đủ đồ. Đợi chút. Ê, thằng kia, mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Mày, mày. Anh bị sao vậy? Bây giờ là cả xóm nó chê em xấu luôn. Anh lo đạn quýnh hết. Giọng anh bầm thêm con mắt còn lại. Ôi, tôi hạnh phúc quá. Đừng bay nữa em ơi. Đưa tiền cho anh đi em ơi. Tôi đổi ứng rồi. Anh hãy làm cho tôi đau buồn nhất đi. Anh ngoại tình. Anh nói cái gì? Anh ngoại tình. Tôi bỏ đi. Đứng lại. Cô không đi dễ dàng như vậy đâu. Cửa tôi đã khóa hết rồi. Đứng lại đó. Tôi muốn cô chứng kiến cái cảnh tôi với lại người tình của tôi ân ái trên chiếc giường của cô. Ôi anh ơi, giờ anh nhìn em kia. Đừng lo em ơi, bà không có làm gì được anh đâu. Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm anh ơi. Anh cũng yêu em nhiều lắm. Tôi sẽ tự tử. Quay, khùng hả bà nội. Điện chuyện đi tự tử. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao? Anh ơi, tình của đôi ta là bướm la qua đi vào giấc mộng, chờ tình cận mở sang bằng cách chờ. Anh ơi, đôi mình còn gì đâu để hứa năm xưa, giờ đây đã quên dạ. Này nhớ thương còn trong nhịp thở, mình bên nhau đành phải xa nhau. Ôi giấc mơ này đã vội chia lìa. Anh ơi, con mình nay còn đâu. Ê, khoan khoan khoan. Có con rồi hả? Tôi quên. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao anh lại dẫn người phụ nữ khác về nhà của tôi? Tại sao anh lại nằm trên chiếc giường của tôi? Tôi là vợ anh mà. Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại ác độc với tôi như vậy? Anh làm tôi đau khổ quá. Tôi đau khổ quá mà. Cô đau khổ lắm đúng hay không? Vậy thì tiền lãnh lương, tiền. Anh còn 5 phút. Gì lật mặt lẹ dữ vậy bà? Trong 5 phút này anh hãy làm cho tôi tuyệt vọng nhất. Tôi không chơi với bà nữa. 4 phút. Bà không tuyệt vọng, tôi tuyệt vọng nên. Thôi được rồi, tôi chết nè. Làm gì vậy đi? Anh làm gì vậy? Anh đứng dậy đi. Đứng dậy. Tôi chết rồi. Tôi không cho anh chết. Tôi đã chết. Tôi không muốn anh chết. Tôi muốn tôi chết. Tôi không muốn anh chết mà. Tôi không muốn anh chết mà. Anh nghe cô không? Cô còn 2 phút rưỡi. Tôi không muốn anh chết. Cô còn 2 phút. Tôi cô còn 1 phút rưỡi. Tôi còn 1 phút. Không. 30 giây. Wow. Xe thắng gấp.
Cô Như, cô Như, thì ra là cô ở đây. Ê, Mai, xí xí, cho em hỏi xíu nha. Cô tiện trong nhà này có chuyện gì vậy? Dạ, cô trúng viện. Cô Như, tại sao cô không ở bệnh viện? Chúng tôi đã chuẩn bị ca phẫu thuật cho cô rồi. Cô ấy có một khối u ở trong tim, và chúng tôi đã tìm được một trái tim phù hợp cho cô ấy mà cô ấy không chịu làm. Ờ thì có gì đâu cô ơi, dù mà tìm được tim rồi thì mình cứ đi phẫu thuật đi, mình được cứu sống mà. Nhưng chỉ có 5% sống sót. Tôi không muốn mình là người trong 95% còn lại. Tôi muốn tìm thấy một tình yêu thật sự và đúng nghĩa trước khi chết. Đau khổ, tuyệt vọng và hạnh phúc. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho tôi thấy những điều đó. Đây, đây là lá thư. Anh hãy đem đến gia đình của tôi, họ sẽ chi trả tiền lương cho anh. Cô ơi, cô gì ơi, sáng vượt qua nha cô. Tôi sẽ đợi cô. Xin được cảm ơn đại gia đình với câu chuyện mà các bạn mang đến cho chúng tôi. Và xin mời nhận xét từ phía giám khảo. Xin mời giám khảo Việt Hương. Cái tứ hay lắm các bạn, tôi thích cái tứ này. Tứ này đúng như là ban tổ chức cho các bạn ha. Diễm lệ ngôn tình. Các bạn mở ra, các bạn cho tôi coi một cái rất là đau lòng, chạm vô trái tim. Ôi tôi thích quá, tôi thương quá, tôi tội quá. Và nếu như cái này dựng được là một vở kịch dài luôn nữa. Các bạn đang thu ngắn lại một cái chút xíu. Nhưng mà chị vẫn chưa có đã, chị vẫn chưa thấy hài. Phải nhớ là chúng ta tới cái làng hài, mở cửa làng ra, đây phải tưng bừng ngày đó. Thật sự thì My cũng thấy hơi tiếc một chút xíu. Các bạn không có làm cho khán giả cười được. Cái tuyến nhân vật của bạn My cảm giác rất là hay. Hy vọng là sau đêm nay các bạn sẽ rút kinh nghiệm và những cái xôi sao, hy vọng là các bạn sẽ tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi nghĩ là như thế này nè, hôm nay các bạn mặc một chiếc áo nó quá rộng so với mình. Có nghĩa là đây là một kịch bản hay, mà trong một cuộc thi hài các bạn phải cho khán giả biết được là người ta sẽ phải cười vì điều gì. Các bạn ý tưởng tốt lắm, nhưng các bạn cái lực diễn của các bạn giới hạn. Như vậy thì chúng ta phải lựa cái gì đó phù hợp với mình. Vào một chương trình làng hài mã hội, xác định tiêu chí là cười. Nghĩ những chủ đề cực kỳ đơn giản mà làm cho nó văn minh, hiện đại và bất ngờ sẽ hiệu quả hơn là nghĩ một kịch bản thiệt là nặng nhé. Hy vọng là như vậy. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn lời nhận xét của các vị giám khảo. Và bây giờ chúng tôi chờ đợi số điểm từ giám khảo Việt Hương. 8.5 dành cho đại gia đình. Giám khảo Trấn Thành 8.5. Số điểm của diễn viên Khánh My sẽ được giữ lại. Và bây giờ sẽ là phần trao điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và điểm số của đại gia đình từ phía 100 khán giả đêm nay sẽ là 8.9 điểm. Xin được chúc mừng đội bạn.